vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 12. Điện thoại di động của Hoàng Giang Hồng vang lên. Sau khi trả lời điện thoại, sắc mặt Hoàng Giang Hồng thay đổi. Tôn gia, động thủ thật nhanh. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng lóe lên tia lạnh lùng, những máy gạch men của Tống gia mà chúng ta xử lý, Tôn gia đều nhúng tay. Hoàng Giang Hồng hít sâu một hơi. Ông ta có giao tình với lão gia tử Tôn gia, nhưng ông biết rất rõ, lão gia tử Tôn gia đã gọi điện cho ông để ám chỉ, liền mang ý nghĩ về sự lựa chọn. Mà Hoàng gia, không có khả năng bỏ qua cho Tống gia. Diệp Yên, phiền cháu chăm sóc cho Ngọc Hằng. Sau khi Hoàng Vũ dặn dò, hai người lập tức rời khỏi phòng bệnh. Phòng ba đang nổi lên. Trong phòng, Diệp Yên bước đến giường của Hoàng Ngọc Hằng, nắm tay Hoàng Ngọc Hằng. Ngọc Hằng, đừng lo lắng, em không tin, sẽ không chữa khỏi vết thương ở chân của anh. Diệp Yên ánh mắt lóe lên hung tợn, còn Sở Trần, em không tin không thể đối phó được hắn. Hoàng Ngọc Hằng ánh mắt có chút đờ đẫn, ngây người nhìn Diệp Yên. Từ biểu hiện của Kiều trưởng lão, có thể thấy, Sở Trần quả thực không phải là đệ tử kỳ môn bình thường. Hoàng Ngọc Hằng thở dài, không ngờ lần này chúng ta vừa trở về liền đụng phải tấm sắt. Từ nước ngoài, Hoàng Ngọc Hằng mang theo người đẹp trở về, đầy chí lớn, chuẩn bị gây dựng sự nghiệp một phen. Nhưng thực sự, chỉ vì một lão nhân mà ngã xuống. Từ nhỏ đến giờ, em chưa từng bị khi dễ như thế này. Diệp Yên nói, không phải Sở Trần đang muốn che chở lão đầu kia sao? Trước tiên phải để lão đầu kia nếm mùi đau khổ trước. Không thể ngồi dậy cả đời sao? Vậy thì làm cho hắn nghiêm trọng hơn nữa, cả đời này hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ánh mắt Diệp Yên lóe lên hung ác, từ nhỏ đến lớn cô chính là thiên kiêu chi nữ, không có ai dám làm phật ý cô. Việc Hoàng Ngọc Hằng bị gãy chân là một nỗi nhục lớn đối với Diệp Yên. Cô nuốt không trôi khẩu khí này, không tiếc đại giới cũng phải trả thù. Tạm thời chúng ta không thể đối phó được với Sở Trần, vậy thì chúng ta sẽ đối phó với lão già đó trước. Dù sao toàn bộ sự tình đều do hắn mà ra. Diệp Yên hung tợn nói. Hoàng Ngọc Hằng nắm tay Diệp Yên, đột nhiên nhẹ giọng nói, Yên Nhi, nếu như chân của anh thật sự không chữa khỏi thì sao? Sắc mặt Diệp Yên tái nhợt, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, không thể, tuyệt đối không thể, Kiều trưởng lão dám không chữa khỏi, còn có những người khác ở dược cốc, người ở dược cốc không dám chữa, sư tôn của chúng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Giới thương nhân thiền thành, một trận động đất lớn, kích nổ tức thì. Rất nhiều người chú ý đến hành động của Tống gia. Tống gia vốn đã bị Hoàng gia áp đảo từ hôm qua, hôm nay bất ngờ bùng lên phản công mạnh mẽ. Huy động vốn, tập hợp tài sản, trong khoảng thời gian ngắn, Tống gia bùng lên lực lượng đủ để chống lại Hoàng gia. Điều này làm chấn động cả thành phố. Tập đoàn Mỹ Giai, đây có phải là toàn bộ số vốn đầu tư không? Trần Khuông Toành làm như vậy là muốn đưa toàn bộ tập đoàn Mỹ Giai vào tay Tống gia. Không chỉ tập đoàn Mỹ Giai, mà những đại lãi từng tụ tập tại khách sạn Hoa Đằng đều đã huy động rất nhiều vốn và sẵn sàng ra tay. Đây là muốn đánh tổng lực vào Hoàng gia. Trời ơi, lúc đầu tôi còn nghĩ mấy nhà cùng Tống gia hợp tác, chí ít, cũng có lưu lại lực lượng, không nghĩ tới vậy mà lại như thế này, giống như đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Tống gia lấy đâu ra mị lực mà khiến những tập đoàn này bỏ công sức lớn vậy? Những nhà này hội tụ, thực sự có thể cạnh tranh được với Hoàng gia. Ngoại trừ Tống gia, những gia tộc còn lại đều vô cùng hùng mạnh, đặc biệt là Tôn gia, vốn đứng trong ba tập đoàn gia tộc đứng đầu thiền thành về tổng tài sản. Nếu Tôn gia bất chấp hậu quả đối phó Hoàng gia sẽ thực sự nguy hiểm. Hoàng gia lại có một thân gia tốt, tin tức mới nhất, Diệp gia tuyên bố, cùng Hoàng gia liên thủ, khởi động một dự án giá trị 100 triệu đồng. Đây là muốn cường công liên thủ, đồng thời cũng là hướng Tống gia phóng thích một cái tín hiệu. Muốn động vào Hoàng gia, vậy cũng phải hỏi xem Diệp gia có đồng ý hay không. Thiên thành chấn động, mọi người đều đang thảo luận. Vô số người đang theo dõi trận chiến kinh doanh này. Rốt cuộc, trận chiến không có khói lửa chiến đấu này, quan hệ quá lớn. Bất kỳ bên nào thua, đối với cục diện giới kinh doanh thiên thành đều có biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Rất nhiều người chọn cách đứng xem. Lúc này, nếu hấp tấp chọn đội, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị chôn vùi. Thiên thành Diệp gia cũng không dám có động tĩnh gì. Diệp Thiếu Hoàng đang ngồi trên ghế sofa, Vinh Đông, Tiền Bộ Thiệu và những người khác đều đang ở đây. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ngũ đại gia tộc Thiên thành trước đây quả là không thể coi thường. Diệp Thiếu Hoàng chậm rãi nói, tuy nhiên, Dương Thành Diệp gia đã tuyên bố như thế, cơ hội chiến thắng của Hoàng gia đã rất lớn rồi. Diệp đại ca, không bằng chúng ta giúp đỡ Hoàng gia, trấn áp Tống gia.
Tiền bộ Thiệu động tâm, Diệp Thiếu Hoàng liếc hắn một cái, sự tình Tiền gia, mi có thể làm chủ sao? Tiền bộ Thiệu há hốc mồm không dám nói lời nào. Loại tình huống này, ông nội hắn chắc chắn không thể để cho Tiền gia tùy tiện đứng đội. Thậm chí, nói thẳng ra, đôi bên mặc kệ ai thắng ai thua, đối với Tiền thị mà nói, không có nửa điểm khác nhau. Chúng ta hãy kỹ vở kịch này đi, tôi không tin, dạng này cũng không thể đối phó được với Sở Trần. Sở Trần mới là người mà ba bọn họ thống hận nhất, nếu lời nguyền rủa có thể phát huy tác dụng, thì lời nguyền rủa của ba người có thể khiến Tống gia trực tiếp phá sản. Thiên thành dưới ánh đèn neon sáng rực rỡ. Giới thương nhân, một ngày nay không yên bình, đều nhìn không thấy chém giết, một trận không có khói lửa chiến đấu. Nhưng bất kỳ bên nào, một khi thất bại, cũng có thể lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Hoàng gia thất tướng đều tụ tập trong đại sảnh. Hoàng Giang Hồng ngồi ở trung tâm với ánh mắt ảm đạm, tin tức lần lượt kéo về, phần lớn đều là những tin tức bất lợi cho Hoàng gia. Sự chuẩn bị của chúng ta vẫn còn chưa đủ. Hoàng Lân trầm giọng nói, có nhiều nơi phản ứng đã quá muộn, tổn thất rất lớn. Hoàng Vũ lộ vẻ tức giận, ai có thể ngờ rằng Tôn gia và tập đoàn Mỹ Giai sẽ dốc hết sức lực để giúp đỡ Tống gia bất kể hậu quả như thế nào. Tôi thực sự nghi ngờ liệu Tống gia có cho họ thuốc lú hay không. Sở Trần Tống gia, vốn thông thạo một số bàng môn tà đạo, có lẽ hắn ta thực sự đã dùng cách mở ám nào đó để khiến tất cả gia tộc không tiếc công sức giúp đỡ hắn như thế này. Hoàng Lân hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, sư môn của Ngọc Hải, thông hiểu kỳ môn thuật, hôm qua hắn đã xuất phát, tôi tin tưởng rằng hắn sẽ sớm có thể mang theo các cao thủ của sư môn, phá vỡ tà thuật của Sở Trần. Diệp Yên đến rồi, Hoàng Tú Tú ngồi ở một bên, đồng thời nhìn cha mình với ánh mắt phức tạp. Cô ấy biết rõ, anh trai Ngọc Hải của cô đúng là muốn quay lại sư môn, nhưng nhất định không phải là để mời sư môn đối phó Sở Trần. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Yên cùng mấy người đi tới. Hoàng gia gia, Diệp Yên chủ động nói chuyện, đồng thời giới thiệu những người cô đưa tới với mọi người, tất cả đều là những người phụ trách một số dự án quan trọng trong Diệp gia. Trong tay bọn họ đều có một bản kế hoạch, có thể giúp Hoàng gia đối mặt trận chiến này. Diệp Yên vừa mở miệng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trước khi đi ra, cô ta còn sắp xếp người đến chỗ nơi Mạc Nhàn đang nằm viện. Diệp gia chi viện, sự xuất hiện của Diệp Yên đại diện cho hành động của Diệp gia. Điều này khác với tuyên bố của Diệp gia lúc đầu, có một sự khác biệt đáng kể. Mọi người trong Hoàng gia đều rất vui mừng. Trước ngày hôm nay, bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng Hoàng gia tộc giàu có số một ở Thiền Thành, đối phó Tống gia lại cần đến sự giúp đỡ của Diệp gia ở Dương Thành. Nhưng hoàn cảnh hiện tại điều này lại rất cần. Diệp Yên, cháu tới quá kịp thời. Hoàng Vũ nói, kế hoạch của chúng ta có thể triển khai lại. Mọi người trong Hoàng gia đột nhiên trở nên hăng hái. Vào ngày hôm nay, Hoàng gia, bá chủ của Thiền Thành phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Sự ủng hộ của Diệp gia khiến họ cảm thấy tự tin. Đang mùa mưa, đêm nay mưa rất to. Bệnh viện Thiền Thành, hành lang bên ngoài phòng bệnh dần dần yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có y tá túc trực đi qua. Mạc Vô Ưu lấy khăn nóng lau mặt cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn đã ngủ cả một ngày. Trái tim Mạc Vô Ưu căng thẳng, tình trạng của ông nội không có nhiều tiến triển, e rằng thật sự sẽ giống như nhận định ban đầu của bác sĩ, ông nội sẽ khó có thể đứng dậy một lần nữa trong đời. Nghĩ đến đây, Mạc Vô Ưu mũi không khỏi chua xót. Ông nội, mau tỉnh lại đi, Mạc Vô Ưu có rất nhiều chuyện muốn nói. Mạc Vô Ưu ngồi bên giường nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi trên khóe mắt, ông nội không phải nói, Vô Ưu cả một đời này Vô Ưu vô lo sao? Ông nội không khỏe lên, làm sao Vô Ưu có thể Vô Ưu vô lo được, ổng nội, ông không thể lừa dối Vô Ưu được. Thân thể Mạc Vô Ưu khẽ run lên, ông nội là người thân duy nhất của cô, bây giờ nằm trên giường bệnh thế này, Mạc Vô Ưu thật sự không biết phải làm sao. Nếu không phải Sở Trần đã trả thù ông nội, Mạc Vô Ưu sẽ làm bất cứ chuyện gì để tìm được Hoàng Ngọc Hằng. Ông nội, Mạc Vô Ưu còn muốn nói chuyện, nhưng lúc này, bên ngoài phòng bệnh bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa. Tiếng mưa bên ngoài không che đậy được tiếng gõ cửa, ngược lại trong đêm tĩnh mịch này, tiếng gõ cửa đột nhiên có chút đáng sợ. Mạc Vô Ưu lau nước mắt nhìn sang, đứng lên, u là ai, nếu là y tá trực, sau khi gõ cửa, sẽ lập tức đẩy cửa bước vào. Mạc cô nương, tôi có thể vào không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một giọng nói già nua vang lên, Mạc Vô Ưu sửng sốt, trong tiềm thức vươn tay thăm dò, lấy ra một con dao găm bên giường, giấu vào lòng bàn tay.
Sở Trần tàn nhẫn phế bỏ Hoàng Ngọc Hằng, cũng lần lượt đánh bại các đệ tử Thanh Dương phái, Mạc Vô Ưu tự nhiên sẽ nghĩ đến bên kia có thể trả thù. Ngươi vào đi, Mạc Võ Ưu đôi mắt lau kiên định, nắm chặt dao găm. Cửa phòng bệnh được đẩy ra, một ông già mặc áo choàng, tay xách hòm thuốc bước vào. Đèn chiếu sáng, Dược Cốc Kiều Thương Sinh, Kiều Thương Sinh trực tiếp tự giới thiệu, ánh mắt nhìn qua Mạc Vô Ưu, cô chính là Vô Ưu cô nương. Dược Cốc là một đệ tử của Tinh La Môn, cô ấy đương nhiên đã nghe đến cái tên Dược Cốc. Kiều Thương Sinh, trong giới cổ võ cũng có uy danh hiển hách. Mạc Vô Ưu hơi sững sờ, con dao găm giấu trong lòng bàn tay rơi xuống đất. Mạc Vô Ưu định thần lại, có chút ngượng ngùng, cái này, tiền bối, mời ngài ngồi. Khi Kiều Thương Sinh nhìn thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười, ánh mắt trông thấy Mạc Vô Ưu kia hiện ra màu đỏ ở hốc mắt, cùng lão nhân nằm trên giường bệnh, Kiều Thương Sinh sinh lòng trắc ẩn, ánh mắt mang theo tự ái, tiểu Vô Ưu, cháu có thể gọi ta là Kiều Gia Gia. Đôi mắt của Mạc Vô Ưu mở to một chút, có phải tất cả các trưởng lão Dược Cốc đều dễ gần như vậy không? Tại sao Dược Cốc trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Kiều, Gia Gia, một người chợt lóe lên trong đầu Mạc Vô Ưu, là Sở Trần mời ngài đến đây sao? Theo suy nghĩ của Mạc Vô Ưu, chỉ có Sở Trần mới có thể mời trưởng lão của Dược Cốc đến chữa bệnh cho ông nội mình. Trên thực tế, khi bác sĩ đánh giá rằng ông nội không thể đứng dậy, trong đầu Mạc Vô Ưu cũng hiện lên, có lẽ chỉ có cao nhân của Dược Cốc mới có thể có biện pháp, nhưng cao nhân từ Dược Cốc làm sao có thể dễ dàng mời đến như vậy? Đó cũng không phải, Kiều Thương Sinh cười, ta là không mời mà đến. Mạc Vô Ưu càng thêm choáng váng. Điều này thực sự không thể tưởng tượng được, cô không thể hiểu được. Ta sẽ sầm vết thương cho ông nội của cháu trước. Kiều Thương Sinh chủ động bước tới. Mạc Vô Ưu vội vàng lui sang một bên. Cô nhìn Kiều Thương Sinh chăm chú. Nếu vị lão tiền bối này thực sự là Kiều Thương Sinh, trưởng lão của Dược Cốc, thì vết thương của ông nội có thể còn hy vọng. Một lúc sau, Kiều Thương Sinh mở hòm thuốc ra. Tiểu Vô Ưu, ta muốn thi châm cho ông nội cháu, cháu ở bên cạnh giúp ta. Mạc Vô Ưu đôi mắt sáng lên. Cô cảm nhận được một luồng khí tức cường đại từ Kiều Thương Sinh. Cho dù bên kia là giả, cô cũng không thể làm gì được. Trên thực tế, sau khi Kiều Thương Sinh ngồi xuống, Mạc Vô Ưu đã dùng điện thoại di động của mình để lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Sở Trần. Kim châm độ thế thuật của Dược Cốc, rất nổi tiếng trong giới cổ võ. Nếu vị tiền bối này thật sự thi triển ra kim châm độ thế thuật, không thể nghi ngờ chính là trưởng lão thực sự của Dược Cốc. Mạc Vô Ưu nội tâm thấp thỏm, nhìn chằm chằm từng cử động của Kiều Thương Sinh. Từng cây kim châm rơi xuống. Châm rơi như gió, thủ pháp như thần. Chỉ bằng thủ đoạn này, trong lòng Mạc Vô Ưu đã tin tưởng 7 phần. Thế nhưng, trưởng lão Dược Cốc, vì sao lại không mời mà tới? Mạc Vô Ưu không dám lên tiếng quấy rầy. 10 phút trôi qua, Kiều Thương Sinh ngừng châm kim, lau nhẹ mồ hôi trên trán, nhìn vẻ mặt của Mạc Nhàn, hung thủ thật sự rất tàn nhẫn. Đối với một lão nhân, bị thương nặng như vậy, e rằng thật sự sẽ phải nằm trên giường bệnh trong suốt quãng đời còn lại. Kiều Gia Gia, Mạc Vô Ưu rất vội vàng. Vô Ưu, chuyện này đối với Kiều Gia Gia, không phải việc khó. Kiều Thương Sinh vô cùng tự tin, ánh mắt lóe lên trở lại, ông nội cháu có thể đứng lên trở lại, ta có thể đảm bảo điều này. Thật sao, Mạc Vô Ưu vui mừng, nước mắt cô không kìm được mà trào ra. Kiều Thương Sinh nghiêm túc gật đầu. Đúng lúc này, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lộn xộn và vội vàng. Nhanh lên, mau đánh nhanh rồi rút lui. Một giọng nói trầm ấm vang lên, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Mạc Vô Ưu sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn sang. Với một tiếng nổ, cánh cửa phòng bị bật tung, vài người che mặt xông vào. Các ngươi là ai? Mạc Vô Ưu vội vàng nhặt con dao găm lên. Tổng cộng có 5 người, không nói lời nào, vùng gậy bóng chảy trong tay xông lên. Mục tiêu là Mạc Nhàn trên giường bệnh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mạc Vô Ưu đại biến, trong mắt hiện lên tia hận ý. Ông nội đã thế này rồi, đối phương vẫn còn không buông tha. Đây là muốn dồn ổng nội vào chỗ chết sao? Mạc Vô Ưu không nghĩ nhiều, nắm chặt con dao găm trong tay. Cô không thể để ông nội bị thương thêm dù chỉ là nhỏ nhất. 5 người đàn ông đeo mặt nạ, mặc dù không phải là võ giả, nhưng cầm trong tay gậy bóng chày, hung hăng vung lên, trong phòng chật hẹp, bọn họ đem đến cho người ta một luồng áp bức ngột ngạt. Trong tình huống bình thường, sức mạnh của Mạc Vô Ưu có thể đối phó với 3 hoặc 5 tên to cao. Nhưng bây giờ, sắc mặt của Mạc Vô Ưu đại biến, gậy bay loạn, hơn nữa, tất cả đều lao về phía giường bệnh của ông nội. Nhất thời,
cô không biết phải làm thế nào để ngăn cản. Không được làm tổn thương ông tôi ta. Mạc Vô Ưu vung con dao găm trong tay về phía một người trong số họ, vô cùng buồn bực và tức giận. Tuy nhiên, vẫn còn bốn người khác, cây gậy bóng chảy trong tay họ chuẩn bị đánh xuống Mạc Nhàn, ngàn cân treo sợi tóc. Kim quang chợt lóe lên, một đạo hàn quang đạo kim sắc bén phá không mà đi. Là kim châm của Kiều Thương Sinh. Hiu, 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 bốn cây kim chân, không hề sai lệch một chút nào, trực tiếp cắm vào cổ tay của bốn người đang cầm gậy. Từng người một hét lên trong đau đớn, đột nhiên lùi lại vài bước. Giờ phút này, bọn họ đều cảm giác được hai tay sắp bị hủy đi. Dao găm nhìn thấy máu, Mạc Vô Ưu vội vàng, ra tay không chút lưu tình, trực tiếp xét qua đánh rơi cánh tay đến người cuối cùng. Tiếng la hét vang lên khắp phòng, Mạc Vô Ưu vung trưởng, đem đám người đánh lui. Năm người chật vật đứng cùng một chỗ, liếc nhìn Kiều Thương Sinh đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt sợ hãi. Giây tiếp theo, nắm lấy cánh cửa và chạy. Nhiệm vụ mà họ nhận được là đến bệnh viện để thu thập một lão già. Chỉ có một cô gái mười mấy tuổi bên cạnh lão già đó. Vốn nghĩ đó là chuyện dễ như trở bàn tay à, thật tình không biết, vậy mà thất thủ. Trên cổ tay vẫn còn truyền đến cơn đau thấu xương vì kim châm. Bọn chúng thậm chí không dám rút cây kim châm ra, chật vật chạy trốn. Mạc Vô Ưu xông ra phòng bệnh, những người này đã đi xa. Mạc Vô Ưu sửng sốt một chút, cảnh tượng vừa rồi đến quá đột ngột. Nếu Kiều Gia Gia không tình cờ có mặt ở đây, dù cuối cùng có thể đánh bại 5 người này, nhưng thương tích của ông nội chắc chắn sẽ càng thêm trầm trọng, đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương. Mạc Vô Ưu lưng đầy mồ hôi lạnh, Kiều Gia Gia, cảm ơn ông. Tiện tay mà thôi, Kiều Thương Sinh không cảm thấy gì, xua tay, chỉ là vài tên vô lại, có điều, người đứng sau lưng bọn họ quả thực là hèn hạ, ngay cả một lão nhân gia bị thương thế này cũng không tha. Mưa lớn bao trùm màn đêm, năm người lao đến cầu thang liền tháo mặt nạ ra, thấy không có ai đuổi theo, cả năm người đều thở phào nhẹ nhõm. Rời bệnh viện trước, sau đó đi báo với tiểu thư. Một người còn đang kinh ngạc nắm chặt cổ tay của hắn, kim châm đã rút ra, nhưng đau đớn cũng không có biến mất. Năm người đi lối cửa sau của bệnh viện, ra một bãi đậu xe. Dưới bước chân lộn xộn, đột nhiên, hai chùm đèn pha chiếu vào. Năm người đồng thời dừng lại, nhìn chằm chằm chiếc xe. Con mẹ ngươi muốn chết sao? Một nên vùng gậy bóng chảy bằng tay trái và chửi rủa, đồng thời sải bước về phía chiếc xe. Đêm nay hành động thất bại, bọn họ tràn đầy tức giận, vừa vặn gặp kẻ không có mặt, có thể để cho bọn họ trút giận. Phi, còn thêm một tên khác phun ra một ngụm nước miếng và lên theo. Đèn pha quá chói, ba người còn lại cũng dừng lại và quan sát. Loại chuyện này đối với bọn họ là quá bình thường. Bành, thân hình tên xông lên đầu tiên trực tiếp văng ra ngoài. Đau đớn rú lên, những tên còn lại đều có phản ứng, sắc mặt thay đổi, không chút suy nghĩ liền xông lên phía trước. Sau một phút, tất cả đều nằm trên mặt đất, anh rể thật sự thần cơ diệu toán. Giọng Tống Thu vang lên, mang theo vẻ sùng bái, vậy mà có thể tính toán, sẽ có người đối phó với Mạc lão. Cửa xe mở ra, Sở Trần bước ra, trên cao nhìn xuống, coi thường mấy tên nằm trên đất, là ai cử bọn mi tới. Năm người vẫn im lặng, Tống Thu tức giận, đá vào một tên trong số họ. Ngay cả lão già bị thương nặng không dậy nổi cũng không buông tha, bọn mày không bằng loại cầm thú. Tống Thu không chút khách khí đánh một cái, lại đánh tiếp năm người một cách thô bạo. Sở Trần lại hỏi câu tương tự, ai kêu bọn mi tới? Một người trong số đó nhìn chằm chằm Sở Trần bằng ánh mắt nghiêm nghị, biết đáp án, đối với mày, không có chỗ tốt gì. Khóe miệng Sở Trần hơi nhếch lên, Hoàng Giang Hồng sẽ không làm ra loại chuyện đê hèn như vậy, về phần những người còn lại trong Hoàng gia có lẽ sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào Tống gia, lúc này chỉ có một người có thể nghĩ đến việc trách tội Mạc lão, đó hẳn là đại tiểu thư của Diệp gia. Ánh mắt Sở Trần trở nên lạnh lùng, mày đã có thể đoán được đại tiểu thư, còn cần hỏi chúng tao làm gì? Mày đã có thể đoán được đại tiểu thư, còn cần hỏi chúng tao làm gì? Một nam tử đứng lên nhìn chằm chằm Sở Trần, không cần biết mày là ai, nếu xen vào chuyện người khác, tao có thể cam đoan, ba. Một cái tát vang dội vào mặt, đem người đàn ông ngã trên mặt đất, răng rơi mấy cái, đau khổ rú lên. Cút về nói với Diệp tiểu thư, Sở Trần nhẹ giọng nói, Diệp sơ kết cục sẽ không tốt hơn Hoàng gia. Còn không cút đi, Tống Thu đang định đá một cước, năm tên lăn lộn, chật vật chạy trốn. Anh rể, anh tính toán như thế nào lại biết Diệp tiểu thư sẽ báo thù? Tống Thú nhịn không được hỏi lại. Đại tiểu thư cao cao tại thượng,
liệu có chịu ăn lỗ vốn sẽ nén giận không? Sở Trần nói, hơn nữa, Diệp Yên kia là loại chanh chua, có thù tất báo, đương nhiên ta không tính được, cô ta tối nay lại phái người tới, cho nên, từ tối nay cậu sẽ phải bảo vệ Mạc Lão 24/24, nếu không đủ người có thể mượn người của Tinh Anh Quyền Quán, nói với quán chủ của Tinh Anh Quyền Quán rằng, Sở Trần tôi nợ ông ấy một cái nhân tình. Anh dè, cái này thì không cần. Tống Thu nói, anh chỉ điểm em Kỳ Lân bộ pháp đánh bại Triệu Sơn, bây giờ trên dưới quyền quán đối với anh rất sùng bái. Nếu họ biết có thể giúp anh chút gì đó, nhất định sẽ rất vui mừng. Sở Trần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thang máy. Anh rể, chúng ta có đi lên gặp Mạc Lão không? Tống Thu hỏi, đã muộn lắm rồi. Sở Trần lắc đầu, để Mạc Lão nghỉ ngơi một chút, lên xe đi. Trở về, chờ một chút, Sở Trần nói. Dự cốc tiền bối ra tay giúp đỡ, cũng phải nói một tiếng cảm tạ. Con người của Tống Thu co rút lại, chính là vị lão tiên sinh vừa rồi sao? Anh rể sao có thể khẳng định ông ấy có thể đánh lại mấy tên lưu manh này vậy? Sở Trần liếc nhìn Tống Thu, cái cậu em vợ này, đêm nay dường như muốn hóa thân một quyển sách. 10 vạn câu hỏi vì sao? Lấy một ví dụ, Sở Trần nhẹ giọng nói, 10 tên như cậu cộng lại, cũng không đánh lại ông ấy. Tống Thu há to miệng. Bất giác dùng mình, các lão tiên sinh đều ghê gớm như vậy sao? Thế còn anh rể thì sao? Tống Thu buột miệng hỏi. Sở Trần lại nhìn Tống Thu. Tống Thu định thần lại, không đợi Sở Trần trả lời, cậu ta trực tiếp nở nụ cười, anh rể là chiến thần bất khả chiến bại. Sau vài câu nịnh nọt, Tống Thu đột nhiên liếc nhìn về phía xa xăm. Anh rể, lão tiên sinh đã ra ngoài. Kiều Thương Sinh cõng hòm thuốc ra khỏi lầu đại sảnh của bệnh viện. Sở Trần hai người đi tới. Kiều trưởng lão, từ khi chia tay tới giờ Vân Bình An vô sự chứ? Sở Trần cười nhẹ, đôi mắt của Kiều Thương Sinh rơi vào trên người Sở Trần, vẻ mặt lộ ra vẻ kính trọng, Sở sư thúc. Vừa dứt lời, đôi mắt Tống Thu lập tức mở to và trở nên tròn xoe. Sở sư thúc, Tống Thu sững sờ nhìn Sở Trần, anh rể của mình rốt cuộc có bao nhiêu tầng thân phận không muốn người ta biết. Trưởng lão dược cốc bí ẩn này, tuổi đã cao, thậm chí gọi anh rể của mình là Sở sư thúc. Kiều trường lão, Mạc lão tình huống thế nào? Sở Trần hỏi, Kiều Thương Sinh trầm giọng đáp, nếu tôi thi châm vài lần nữa kết hợp với trị liệu ở bệnh viện này, thì có thể chắc 8 phần lão tiên sinh kia có thể đứng dậy. Thật sao? Tống Thu ngạc nhiên thích thú. Đối với một người từng được bác sĩ đánh giá là không bao giờ đứng dậy được nữa, đột nhiên có 8 phần cơ hội hồi phục, đó chắc chắn là một tin tuyệt vời. Sở Trần gật đầu, Kiều trường lão có quan hệ gì với Tinh La Môn sao? Kiều Thương Sinh thần sắc có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói thật, là Thanh Dương Phái, mời tôi tới trị cho một người. Vẻ mặt của Sở Trần cũng lộ ra một chút kỳ quái. Đầy hứng thú nhìn Kiều Thương Sinh, sau đó thì sao? Đối với Kiều tiền bối mà nói, phá giải thực cốt phù cũng không phải chuyện khó. Kiều Thương Sinh vội ho vài tiếng, thực cốt phù chính là độc môn linh phù của Thiên Tiêu Tôn giả, tôi dù có thể trị thì cũng không dám trị, càng là không biết trị. Sở Trần cười một tiếng, khóe miệng lau một chút giễu cợt, Thanh Dương Phái, Sở Trần thật sự không để vào mắt. Trong giới cổ võ, các đại gia tộc môn phái, đều biết Lĩnh Nam Dược Cốc là một thế lực trung lập, chưa từng tham dự bất luận phân tranh gì, lấy hành y tế thế, chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình. Ít ai biết rằng Lĩnh Nam Dược Cốc, trên thực tế, chính là thuộc một trong 9 mạch của Cửu Huyền Môn. Cốc chủ hiện tại của Lĩnh Nam Dược Cốc chính là một trong 9 vị sư phụ của Sở Trần. Xét về bối phận. Do Sở Trần là đệ tử thân truyền của 9 vị sư phụ này, cho nên hắn có bối phận cực cao trong giới cổ võ. Vậy mấy ngày này, làm phiền Kiều trưởng lão. Sở Trần nói, Kiều Thương Sinh gật đầu, tôi sẽ ở lại cho đến khi Mạc lão có thể đứng dậy. Đa tạ, Kiều trưởng lão. Tống Thu phấn khích, anh rể, thế này thì Mạc lão được cử. Sở Trần ngật đầu, cười nói, Kiều trưởng lão, đã vất vả. Kiều Thương Sinh không khỏi liếc nhìn Sở Trần. Sở sư thúc này kim châm độ mệnh thuật. Hỏa hầu còn cao hơn mình. Coi như mình không xuất hiện, Sở sư thúc cũng có thể đem Mạc lão tiên sinh chữa khỏi. Bất quả, đây thực sự là công việc vất vả. Bây giờ mình xuất hiện, Sở sư thúc không phải tự mình vất vả nữa. Sở sư thúc, yên tâm, vết thương của Mạc lão, hãy giao cho tôi. Sau khi Kiều Thương Sinh rời đi, Sở Trần vỗ vai Tống Thu nói, Tiểu Thu, ở lại theo dõi. Phòng bệnh viện sau khi Kiều Thương Sinh rời đi. Mạc Phổ Ưu đóng cửa lại và đặt con dao găm ở vị trí thuận tiện nhất, tùy thời có thể lấy ra. Mạc Phổ Ưu cũng ngồi ở vị trí gần cửa nhất,
chỉ cần có người xông vào định làm gì đó với ông nội, cô sẽ lập tức động thủ. Hoàng gia có quyền thế ở Thiền Thành, Mạc Vô Ưu tin rằng sự trả thù của Hoàng gia không thể chỉ có một lần. Căn phòng yên tĩnh, đột nhiên, một trận chấn động, Mạc Vô Ưu đột nhiên đứng lên. Sau khi cô kịp phản ứng lại, Mạc Vô Ưu đưa tay cầm điện thoại trên bàn lên. Một tin nhắn gửi tới. Mạc Vô Ưu mở ra liếc nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp, lập tức quấn lấy thân thể của cô. Yên tâm ngủ đi, ở bên ngoài an toàn. Sở Trần gửi tới một tin nhắn. Sự lo lắng và hoảng sợ trong tâm trí Mạc Vô Ưu đột nhiên biến mất. Có một cảm giác an toàn không thể giải thích được trong lòng cô. Anh ta vậy mà đã phát hiện ra, chắc chắn anh ta đã bố trí nhân thủ ở bên ngoài. Mạc Vô Ưu không khỏi cầm lấy Tinh Vân lệnh. Vô Ưu, một giọng nói già nua yếu ớt vang lên. Thân thể Mạc Vô Ưu chấn động, xoay người nhanh chóng chạy tới, kêu lên một tiếng, ông nội, ông tỉnh rồi. Mạc Nhàn mở mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười. Vô Ưu, đừng lo lắng, ông không sao cả. Mạc Vô Ưu nằm tay Mạc Nhàn. Hiện tại ông cảm thấy thế nào, ông nội? Mạc Nhàn đã chìm trong giấc ngủ kể từ khi Hoàng lão gia tử đến. Mạc Nhàn cảm thấy thân thể không thể nhúc nhích, không sao, ít nhất ta cũng tốt hơn nhiều rồi, hiện tại không phải ông nội đã thanh tỉnh sao? Mạc Nhàn an ủi tiểu Vô Ưu. Mạc Vô Ưu lau nước mắt trên khóe mắt, ông nội, là Kiều tiền bối từ dược cốc, đến thi châm cho ông nội. Mạc Nhàn giật mình, lĩnh nam dược cốc, Kiều Thương Sinh. Đúng vậy, Mạc Vô Ưu nói, Mạc Nhàn buột miệng hỏi, là Sở Chờ mời ông ấy tới. Không, Kiều tiền bối nói ông ấy không mời mà đến. Mạc Vô Ưu đáp lại, đột nhiên phản ứng lại, ông nội, ý của ông là, Sở Trần có thể mời trưởng lão dược cốc. Mạc Nhàn nghĩ nghĩ rồi gật đầu, đối với đệ tử cửu huyền môn, việc mời dược cốc tiền bối là điều không khó. Đúng rồi. Mạc Vô Ưu ánh mắt lóe lên một chút phức tạp, đem Tinh Vân lệnh nhìn về phía Mạc Nhàn, ông nội, nhìn cái này. Mạc Nhàn ánh mắt chợt lóe, thân thể không nhúc nhích, run rẩy một hồi, Tinh Vân lệnh. Là do Sở Trần đưa cho con sao? Mạc Vô Ưu kinh ngạc, ở trong mắt ông nội, Sở Trần toàn năng như vậy sao? Có thể mời các trưởng lão của dược cốc, thậm chí xuất ra Tinh Vân lệnh, vậy mà không có nửa điểm kinh ngạc. Sở Trần nốt cuộc là thần thánh phương nào? Mạc Vô Ưu không nhìn được hỏi, cùng lúc đó, Mạc Vô Ưu đầm quá trình Sở Chờ đưa Tinh Vân lệnh cho cô ấy nói ra. Khi nghe tin mình suýt bị đuổi khỏi Tinh La Môn, đôi tay yếu ớt của Mạc Nhàn vô thức siết chặt tay. Chỉ vì không thể trêu chọc Thanh Dương phái, ông ấy suýt nữa đã bị trục xuất khỏi Tinh La Môn. Tinh Vân lệnh, Vô Ưu môn chủ. Mạc Nhàn nhìn về phía Mạc Vô Ưu, gánh nặng của cân trong tương lai sẽ rất lớn. Mạc Vô Ưu sửng sốt, ông nội. Con cũng không phải là người được La Vân Đạo Tôn lựa chọn, là Sở Trần thuận miệng nói thôi. Đã là Sở Trần nói ra, nó lìa đại biểu cho La Vân Đạo Tôn. Mạc Nhàn nói, không phải con luôn tò mò về thân thế của Sở Trần sao? Kỳ thật, Sở Trần chính là người của cửu huyền môn. Đôi mắt Mạc Vô Ưu hiện lên một tia kinh ngạc, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là một ngày nào đó, giống như La Vân Đạo Tôn, có thể được vào cửu huyền môn để tu hành. Sở Trần. Vậy mà đến từ cửu huyền môn, tuổi của hắn, chẳng lẽ Sở Trần là hậu nhận của tiền bối cửu huyền môn sao? Mạc Vô Ưu hỏi, Mạc Vô Ưu đột nhiên thắc mắc, chẳng lẽ là đệ tử của La Vân Đạo Tôn sao? Mạc Nhàn dừng một chút, sau đó nói, Sở Trần cùng La Vân Đạo Tôn là đồng môn sư huynh đệ. Cái gì? Mạc Vô Ưu sửng sốt, Sở Trờ vậy mà là sư đệ của La Vân Đạo Tôn. Mạc Nhàn sững sờ, giọng nói yếu ớt, Sở Trần là sư huynh. Mạc Vô Ưu trực tiếp rơi vào hóa đá. Sở Trần là sư huynh của La Vân Đạo Tôn. Mạc Vô Ưu hoàn toàn choáng váng. Đôi mắt cô nhìn Mạc Nhàn với vẻ không tin. Mạc Nhàn gật đầu, Vô Ưu, bây giờ con hẳn đã rõ ràng, Sở Trần giao Tinh Vân lệnh cho con là có ý gì. Vô Ưu môn chủ Mạc Vô Ưu giờ đã hiểu. Ngay từ khi Sở Trần gọi cô là Vô Ưu môn chủ, cô liền chân chính là Tinh La môn chủ. Không có gì phải bàn cãi. Cho dù là đương kim đại diện cho môn chủ của Ích Tinh La Môn hiện tại cũng không dám nửa câu phàn nàn. Khó trách, Mạc Vô Ưu lẩm bẩm, Sở Trần hoàn toàn không đem Thanh Dương Phái để trong mắt, cho dù Thanh Dương Phái là một đại phái chính thống, nhưng so với cửu huyền môn, đơn giản là không đáng nhắc tới. Đôi mắt Mạc Vô Ưu quét qua một tia kiên định, ông nội, con nhất định sẽ đem kỳ môn thuật của Ích Tinh La Môn tuyên truyền rạng rỡ. Ông nội, ông cũng phải mau khỏe lại đi. Con đường này nếu như Vô Ưu một mình bước đi, sẽ rất khó khăn. Mạc Nhàn nhẹ gật đầu, ông nội nhất định sẽ khỏi bệnh,
Sở Trần trở lại biệt thự Tống gia, đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh biệt thự, Tống Trường Thanh và những người khác đều đang bận rộn, điện thoại không ngừng đổ chuông. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần đang đi vào, nhặt một phần tư liệu trên mặt bàn ném cho Sở Trần, anh cũng không thể nhàn rỗi, đem chuyện này giải quyết đi. Sở Trần nhận lấy, liếc mắt một cái, rồi lập tức ngồi xuống, thật ra, chúng ta không cần để ý quá nhiều đến Hoàng gia. Vừa mới một giờ trước, lực lượng hỗ trợ của Diệp gia ở Dương Thành đã đến Hoàng gia, đồng thời tuyên bố hợp tác, dự án hợp tác giữa Diệp gia và Hoàng gia đã chính thức được khởi động. Tống Tả Dương trầm giọng mở miệng, hai hổ liên hợp, chúng ta cho dù có ít nhà liên thủ, cũng phải cẩn thận đi ứng phó. Nói cho cùng, dạng này trận thương chiến gay cấn, trình độ quá lớn, cơ bản chính là đọ sức nốt tiền. Hạ Ngôn Hoan nói, nếu Hoàng gia có Diệp gia phía sau giúp đỡ, xác thực như hổ mọc thêm cánh, trong nửa giờ qua, Hoàng gia lại đầu tư thêm rất nhiều lực lượng, bao trùm hầu hết mọi mặt, mọi lĩnh vực. Hoàng gia muốn thắng một ván cược lớn, bọn chúng cứ nằm mơ đi. Hạ Bắc cầm điện thoại mở miệng trấn thanh. Sở Trần không khỏi tò mò nhìn qua, Tiểu Bắc, cậu vậy mà thực sự tới giúp. Đương nhiên rồi, Hạ Bắc giơ điện thoại lên, tôi phụ trách thu thập tin tức mới nhất, nắm bắt tình hình cục diện, ngay sau đó có thể phân tích ra bước hành động kế tiếp của Diệp gia của Hoàng gia. Sở Trần liếc nhìn điện thoại di động của Hạ Bắc, tên khốn này rõ ràng là đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Hoàng gia đúng là đang nằm mơ. Sở Trần mở ra tài liệu mà Tống Nhan đưa cho hắn, đừng quên, chúng ta vẫn còn có một con át chủ bài, vẫn còn chưa chơi. Càng như vậy, Sở Trần càng bội phục Ninh Tử Châu. Không hổ danh thập đại thiếu gia của Thiên Nam, khi anh ta ở khách sạn Hoa Đằng, hận không thể đem Hoàng gia băm ra thành từng mảnh, đây không phải là diễn kịch, đó là thật chân tình bộc lộ, thế nhưng mà, sau khi bước ra khỏi khách sạn, vậy mà thoáng cái đã tỉnh táo lại. Ninh gia sẽ không công kích Hoàng gia luôn, ngược lại, hành động của Ninh gia tới càng chậm, một khi phát động, càng là có sức mạnh lôi đình. Đôi mắt của đám người Tống gia sáng lên, họ cũng đang mong chờ nó. Thiên Nam Ninh gia, trước mặt Sở Trần, Ninh Tử Châu hoàn toàn là một tiểu bối. Còn hô Sở Trần một tiếng Sở Thúc, mối quan hệ này với Sở Trần quá cường ngạnh. Một đêm phong bạo, trận chiến này giữa Tống gia và Hoàng gia chỉ có người trong giới kinh doanh liên quan mới có thể cảm nhận được. Không có khói lửa của súng, nhưng đôi bên có thể bất cứ lúc nào sẽ bị tan thành mây khói. Hai nhà gần như thức trắng đêm, đối phó với nhiều sự kiện bất ngờ khác nhau. Hoàng Diệp hai nhà liên thủ, về phía Tống gia, Hạ Ngôn Hoan nắm giữ thông tin các nhà đưa ra và điều phối tình hình chung. Tất nhiên, ông ấy đại diện cá nhân mình, Hạ gia cũng không đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ đáng kể nào. Hạ Bắc đang cầm điện thoại, cũng đang chờ người Ninh gia ra tay. Khi đó, anh ta sẽ gọi điện về nhà ngay để người trong nhà thấy rõ. Những người bọn họ từ chối giúp đỡ, Ninh gia lại ra tay. Hoàng gia, tin tức về sự thất bại của đám côn đồ đã đến tai Diệp Yên. Diệp Yên ánh mắt xẹt qua lãnh quang. Sở Trần, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Địa chấn Thiền Thành, đệ nhất gia tộc Hoàng gia cùng gia tộc hào môn Diệp gia của Dương Thành hợp lực tạo thành một cơn phong bạo. Quét ngang Thiền Thành, Hoàng Diệp liên thủ, Tống gia chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến, kỳ tích liên hợp với từng gia tộc để đối phó với Hoàng gia, lúc này, Hoàng gia lại có một con át chủ bài. Dương Thành Diệp gia, xét về tổng quan, họ thậm chí còn hơn Hoàng gia, vậy mà thực sự đã hợp tác với Hoàng gia để đối phó với đội ô hợp do Tống gia tổ chức. Nói tóm lại, khoảng thời gian này, Thiền Thành sẽ vô cùng náo nhiệt. Xem náo nhiệt từ trước tới giờ không ai ngại sự tình trở lên lớn cả. Một số người thậm chí đang suy đoán liệu Triệu gia có tận dụng cơ hội này để đục nước béo cỏ hay không. Diễn đàn thương nhân Thiền Thành, sôi động chưa từng thấy. Nhiều thuyết âm mưu khác nhau được đưa ra, tất cả các loại buôn dưa lê, một người có tên, Gió Bắc Mùa Hè, đã đăng đàn. Tuy rằng Hoàng Diệp hai nhà rất mạnh, nhưng tôi tin rằng Tống gia vẫn còn lưu hậu thủ phía sau, các người cứ theo dõi mà xem. Trong số những người trợ giúp mà Tống gia mời đến không có ai có thực lực tuyệt đối trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đoán là con át chủ bài của Tống gia, sẽ là ông trùm bất động sản, thậm chí có thể là Thiên Nam Ninh gia. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, một số bình luận đã xuất hiện ngay lập tức. Đều nhịp, IZBLZSBLZSB bài đăng này khiến nhiều người không khỏi bật cười. Tôi e rằng chủ post này thậm chí còn không biết danh tính của Thiên Nam Ninh gia. Thiên Nam đệ nhất gia tộc, đừng nói Tống gia, thành thật mà nói, không.
không có bất kỳ gia đình nào ở thiền thành của chúng ta có tư cách để cho Thiên Nam Ninh gia nhìn thẳng. Chủ Boss là thần thánh giáng trần, lại dám nghĩ đến những chuyện mà người phàm như chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Ha ha ha, Thiên Nam Ninh gia, trong mắt nhiều người, quá mức bí ẩn. Bài đăng đề cập đến Thiên Nam Ninh gia này, ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Gió Bắc mùa hè, đáp lại, nếu Thiên Nam Ninh gia không ra tay, tôi sẽ trực tiếp ăn bàn phím. Vô số người xôn xao, nhịn không được đều cười phá lên. Thậm chí, có người còn trực tiếp mắng mỏ cái tên, Gió Bắc mùa hè, này. Mang não khi nói chuyện không phải sẽ tốt hơn sao? Biệt thự Tống gia, Hạ Bắc đang cầm điện thoại, tức giận run lên. Mẹ nó, vậy mà dám giễu cợt cái tên của bổn thiếu. Hạ Tam thiếu gia không có chút hình tượng nào, dùng điện thoại di động mắng mỏ người khác. Không ai có thể ngờ được rằng, Gió Bắc mùa hè, này hóa ra lại là Hạ Tam thiếu gia của nhà họ Hạ. Ngay lúc này, một tin tức truyền đến, rung động toàn thiền thành, lấy Kim Than Thành là trung tâm, chu vi bao quanh Kim Than Thành bao gồm các tòa nhà, khu phố thương mại và đất đai các loại đều đã đổi chủ chỉ sau một đêm. Ninh gia tuyên bố, chính thức tiến vào thiền thành, Ninh Tử Châu đã xuất hiện ở quảng trường Kim Than Thành. Ninh gia đang đánh chủ ý lên Kim Than Thành, một đêm biến thiên, như một đạn pháo oanh tạc tại thiền thành, trong phút chốc, nhấc lên sóng to gió lớn. Mỗi người ngay khi nghe tin đều thấy choáng váng. Phản ứng đầu tiên nghĩ đây là một tin giả. Ninh gia, đệ nhất gia tộc ở Thiên Nam, đại gia bất động sản. Ở Thiên Nam, thậm chí trên toàn quốc, bất động sản của Ninh gia mọc lên như nấm, tại Thiền Thành cũng có bất động sản của Ninh gia. Nhưng mà, qua một đêm, lấy Kim Than Thành là trung tâm, bốn phương tám hướng đều trở thành sản nghiệp của Ninh gia. Điều đó nghĩa là gì? Ninh gia muốn dùng lực lượng tuyệt đối để vây quét Kim Than Thành. Đây là một tín hiệu, càng là đại biểu cho thái độ của Ninh gia. Ông trời của ta, hôm qua Ninh Tử Châu xuất hiện ở khách sạn Hoa Đằng, phải chăng anh ta thực sự hợp tác với Tống gia sao? Quái vật khổng lồ xuất hiện, ta đang nghĩ, Hoàng gia cùng Diệp gia đang kế hoạch hợp tác, bây giờ bọn họ đã bị người ta vây quanh Kim Than Thành, không biết hiện tại hai nhà là tâm tình sẽ như thế nào. Ta đờ mờ hít ngụm khí lạnh, quan hệ của Tống gia trở nên kinh khủng như vậy từ khi nào? Một ngày sáng sớm, mây đen bao phủ thiền thành, cả thành phố đều oanh động, bất kể trong hay ngoài vòng, tất cả đều đang thảo luận về một vấn đề giống nhau, đó là đại thủ bút kinh thiên của Ninh gia. Trên diễn đàn, Gió Bắc mùa hè xuất hiện, từ giờ xin hãy gọi ta là Tiên Đoán Đế. Biệt thự Tống gia, Tống Thiên Dương đã bị hóa đá, Ninh gia ra tay thực sự là quá lăng lệ. Một cú đánh này khiến Tống Thiên Dương bất động trong nửa giờ. Quá, quá là trâu bò đi. Tống Thiên Dương lấy lại tinh thần, không khỏi chấn than. Kim Than Thành là nơi có vị trí địa lý tốt nhất ở Thiền Thành, lấy Kim Than Thành là trung tâm, xung quanh đồng dạng là tấc đất, tấc vàng. Đôi mắt Tống Trường Thanh cũng lộ ra vẻ không thể tin, con người thoáng hiện lên vẻ kinh dị, ở một số nơi, cho dù là hoàng gia, cũng không chiếm được đến, nhưng chỉ trong một đêm, vậy mà tất cả đều đã thuộc về Ninh gia. Ánh mắt mấy người đều rơi vào Sở Trần. Họ nghĩ về cái cách mà Ninh Tử Châu xưng hô với Sở Trần. Sở Thúc, Ninh gia thủ bút, đủ để thấy được, ảnh hưởng của Sở Trần trong mắt Ninh gia. Trái tim Tô Nguyệt đột nhiên căng thẳng, bà liếc nhìn Tống Nhan. Sở Trần về sau, liệu cậu ta có nguyện ý làm con rể của Tống gia không? Thiên Dương, đừng ngây ngốc nữa, hãy nhanh chóng hành động đi. Tống Trường Thanh nói, đem tin tức này truyền đi, để càng nhiều người biết càng tốt, cái này đối với Kim Than Thành. Tuyệt đối là công kích chí mạng. Còn nữa, thừa cơ hội sự chú ý của Hoàng gia đều đổ dồn về Kim Than Thành, hãy liên lạc với các nhà, toàn lực xung kích. Hoàng gia, Hoàng Giang Hồng đã bỏ thuốc được 20 năm, nhưng vào lúc này, ông đang ngồi trên sofa, thần sắc ảm đạm, trên sàn nhà đầy những tàn thuốc. Bảy người con trai cùng đám con cháu trong Hoàng gia đều ở đó, giờ phút này, tất cả đều đang nín thở, không dám thở mạnh. Bọn họ có nằm mơ cũng nghĩ không ra. Hoàng gia như mặt trời ban trưa, vậy mà rơi vào tình cảnh này. Qua một đêm, móng vuốt đều đang duỗi ra trước mặt. Hoàng Giang Hồng cảm thấy được áp lực trước nay chưa từng có, đem tàn thuốc ném trên mặt đất. Ông ta đứng dậy, Hoàng Giang Hồng nghĩ về những lời mà Mạc Nhàn đã nói. Để Hoàng gia cúi đầu trước Sở Trần. Lúc đó Hoàng Giang Hồng không để trong lòng, nhưng lúc này, Hoàng Giang Hồng dường như đã hiểu ra. Hoàng Giang Hồng chua chát lắc đầu, ai có thể tới? Một tên ở rể Tống gia lại có Thiên Nam Ninh gia làm hậu thuẫn. Thủ bút này của Ninh gia nếu chỉ dùng từ hậu thuẫn thì không thích hợp,
cái này đối với Ninh gia mà nói, đây không phải là sự đầu tư đúng nghĩa, thậm chí, Ninh gia mua những mảnh đất này với giá cao, bản thân đã là một vụ đầu tư tổn thất. Ninh gia làm tất cả những cái này, chỉ vì vây quét Hoàng gia. Hoàng Giang Hồng thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ, Diệp gia bên kia, có động tĩnh gì không? Vẻ mặt của Hoàng Vũ rất phức tạp, sau khi Diệp Yên nghe được tin tức về hành động của Ninh gia, cô ấy mang theo đám người Diệp gia và rời đi nhanh chóng rồi. Hoàng Giang Hồng nghe xong càng là tràn đầy cảm xúc bất lực, Diệp gia không đủ dũng khí để cùng Hoàng gia gánh chịu sóng gió này. Dưới thủ đoạn lôi đình của Ninh gia, Hoàng gia nhất định phải hứng chịu đả kích trước nay chưa từng có. Bất kể như thế nào, đừng từ bỏ. Sắc mặt mọi người trong Hoàng gia đều tái nhợt. Động thái lần này của Ninh gia khác với cuộc chiến kinh doanh thông thường, Ninh gia dùng phương thức đơn giản và thô bạo nhất để khai chiến với Hoàng gia. Tôi đã liên lạc với một số lãnh đạo trong thành phố và muốn biết động thái tiếp theo của Ninh gia khi tới Thiền Thành, nhưng các câu trả lời đều rất mơ hồ, thậm chí một số còn không trả lời điện thoại. Có tin tức truyền tới, trong các ngôi nhà ở Kim Than Thành, tồn tại rất nhiều vấn đề về chất lượng, một số chủ nhà đã dương cao biểu ngữ để tấn công Hoàng gia tại Kim Than Thành. Nút tiền bạc rót vào, dùng con người nghiền ép, dư luận công kích, mặc dù chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng mọi người trong Hoàng gia dường như đều có thể nhìn ra số phận Hoàng gia sắp tới. Thiên Nam đệ nhất gia tộc, chỉ một ngày này, người ta mới thực sự thấy được sự khủng khiếp của bọn họ như thế nào. Hoàng gia tộc giàu có số một ở Thiền Thành, trước sự tấn công dễ như trở bàn tay của Ninh gia đã không còn sức chống trả. Vô số người đều ngây ngốc, ngay cả Sở Trần cũng không nghĩ tới, chỉ một hành động của Ninh Tử Châu đã trực tiếp làm lung lay căn cơ của Hoàng gia. Ninh Tử Châu thật không hổ là thập đại thiếu gia của Thiên Nam. Tống Nhân cảm thán, Sở Trần gật đầu phụ họa, khen ngợi vài câu, sau đó nói anh là thúc của hắn. Tống Nhan, bà xã, chế dược Bắc Trần bây giờ thế nào? Sở Trần đột nhiên hỏi, chúng ta có thể mượn cái một đợt thanh thế này, đem chế dược Bắc Trần đẩy ra. Một công ty vừa mới đăng ký, ngay cả sản phẩm cũng không có, thì làm sao đẩy được? Tống Nhan nói, hơn nữa, ngành dược khác với những ngành khác, cho dù Kim Than Thành sập, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới Tiền gia. Nếu chế dược Bắc Trần muốn tiến vào Thiền Thành thành công vẫn phải dựa vào sản phẩm. Hành động của Thiên Nam Ninh gia không chỉ gây sóng gió ở Thiền Thành, mà còn thu hút rất nhiều của sự chú ý ở bên ngoài Thiền Thành. Hạ gia, Hạ Vọng Giang cũng đang chú ý đến thông tin này, trên mặt của ông ta không thể che giấu vẻ khó có thể tin. Sau một ngày trôi qua, ông ta vẫn không hiểu tại sao Ninh gia lại ra tay giúp đỡ Tống gia. Hạ Vọng Giang trong lòng vẫn có chút hối hận, nếu ông ta biết điều này sớm hơn, ông ta nên nghe lời Tiểu Bắc và giúp đỡ Tống gia. Điện thoại di động vang lên, Hạ Cao Sách, người đang ngồi đối diện với Hạ Vọng Giang, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói của anh ta run rẩy, đến, hắn lại tới. Hạ Vọng Giang liếc nhìn số người gọi, Tiểu Bắc, Hạ Vọng Giang sắc mặt tái xanh. Kể từ khi Ninh gia ra tay vào buổi sáng, cho đến nay, Hạ Bắc đã gọi điện thoại về nhà không dưới 20 lần. Mỗi khi điện thoại được kết nối, là lại nghe những lời đắc chí của anh ta. Thậm chí trong lúc đắc chí, hắn ta còn nói, lão Hạ, tầm nhìn của cha không tốt bằng con đã sớm nhìn ra sự bất phàm của Trần ca rồi. Không tiếp, Hạ Vọng Giang liền để điện thoại về chế độ yên lặng. Sau khi cân nhắc một chút, Hạ Vọng Giang ngẩng đầu lên nói, Cao Sách. Chú ý vấn đề này một chút, nếu có cơ hội, chúng ta cũng sẽ làm gì đó. Chương 237 Ninh gia thủ bút, đủ để thấy được, ảnh hưởng của Sở Trần trong mắt Ninh gia. Trái tim Tô Nguyệt đột nhiên căng thẳng, bà liếc nhìn Tống Nhan. Sở Trần về sau, liệu cậu ta có nguyện ý làm con rể của Tống gia không? Thiên Dương, đừng ngây ngốc nữa, hãy nhanh chóng hành động đi. Tống Trường Thanh nói, đem tin tức này truyền đi, để càng nhiều người biết càng tốt. Cái này đối với Kim Than Thành, tuyệt đối là công kích chí mạng. Còn nữa, thừa cơ hội sự chú ý của Hoàng gia đều đổ dồn về Kim Than Thành, hãy liên lạc với các nhà, toàn lực xung kích. Hoàng gia, Hoàng Giang Hồng đã bỏ thuốc được 20 năm, nhưng vào lúc này, ông đang ngồi trên sofa, thần sắc ảm đạm, trên sàn nhà đầy những tàn thuốc. 7 người con trai cùng đám con cháu trong Hoàng gia đều ở đó, giờ phút này, tất cả đều đang nín thở, không dám thở mạnh. Bọn họ có nằm mơ cũng nghĩ không ra, Hoàng gia như mặt trời ban trưa, vậy mà rơi vào tình cảnh này. Qua một đêm, móng vuốt đều đang duỗi ra trước mặt. Hoàng Giang Hồng cảm thấy được áp lực trước nay chưa từng có, đem tàn thuốc ném trên mặt đất. Ông ta đứng dậy,
Hoàng Giang Hồng nghĩ về những lời mà Mạc Nhàn đã nói, để Hoàng gia cúi đầu trước Sở Trần. Lúc đó Hoàng Giang Hồng không để trong lòng, nhưng lúc này, Hoàng Giang Hồng dường như đã hiểu ra. Hoàng Giang Hồng chua chát lắc đầu, ai có thể tới, một tên ở rể Tống gia lại có Thiên Nam Ninh gia làm hậu thuẫn. Thủ bút này của Ninh gia nếu chỉ dùng từ hậu thuẫn thì không thích hợp, cái này đối với Ninh gia mà nói, đây không phải là sự đầu tư đúng nghĩa, thậm chí, Ninh gia mua những mảnh đất này với giá cao, bản thân đã là một vụ đầu tư tổn thất. Ninh gia làm tất cả những cái này, chỉ vì vây quét Hoàng gia. Hoàng Giang Hồng thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ, Diệp gia bên kia, có động tĩnh gì không? Vẻ mặt của Hoàng Vũ rất phức tạp, sau khi Diệp Yên nghe được tin tức về hành động của Ninh gia, cô ấy mang theo đám người Diệp gia và rời đi nhanh chóng rồi. Hoàng Giang Hồng nghe xong càng là tràn đầy cảm xúc bất lực, Diệp gia không đủ dũng khí để cùng Hoàng gia gánh chịu sóng gió này. Dưới thủ đoạn lôi đình của Ninh gia, Hoàng gia nhất định phải hứng chịu đả kích trước nay chưa từng có. Bất kể như thế nào, đừng từ bỏ. Sắc mặt mọi người trong Hoàng gia đều tái nhợt. Động thái lần này của Ninh gia khác với cuộc chiến kinh doanh thông thường, Ninh gia dùng phương thức đơn giản và thô bạo nhất để khai chiến với Hoàng gia. Tôi đã liên lạc với một số lãnh đạo trong thành phố và muốn biết động thái tiếp theo của Ninh gia khi tới Thiền Thành, nhưng các câu trả lời đều rất mơ hồ, thậm chí một số còn không trả lời điện thoại. Có tin tức truyền tới, trong các ngôi nhà ở Kim Than Thành, tồn tại rất nhiều vấn đề về chất lượng, một số chủ nhà đã dương cao biểu ngữ để tấn công Hoàng gia tại Kim Than Thành. Đút tiền bạc rót vào, dùng con người nghiền ép, dư luận công kích, mặc dù chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng mọi người trong Hoàng gia dường như đều có thể nhìn ra số phận Hoàng gia sắp tới. Thiên Nam đệ nhất gia tộc, chỉ một ngày này, người ta mới thực sự thấy được sự khủng khiếp của bọn họ như thế nào. Hoàng gia tộc giàu có số một ở Thiền Thành. Trước sự tấn công dễ như trở bàn tay của Ninh gia đã không còn sức chống trả. Vô số người đều ngây ngốc, ngay cả Sở Trần cũng không nghĩ tới, chỉ một hành động của Ninh Tử Châu đã trực tiếp làm lung lay căn cơ của Hoàng gia. Ninh Tử Châu thật không hổ là thập đại thiếu gia của Thiên Nam. Tống Nhân cảm thán, Sở Trần gật đầu phụ họa, khen ngợi vài câu, sau đó nói anh là thúc của hắn. Tống Nhan, bà xã, chế dược Bắc Trần bây giờ thế nào? Sở Trần đột nhiên hỏi. Chúng ta có thể mượn cái một đực thanh thế này, đem chế dược Bắc Trần đều hủy ra. Một công ty vừa mới đăng ký, ngay cả sản phẩm cũng không có, thì làm sao đẩy được. Tống Nhan nói, hơn nữa, ngành dược khác với những ngành khác, cho dù Kim Than Thành sập, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới tiền ra. Nếu chế dược Bắc Trần muốn tiến vào Thiền Thành thành công vẫn phải dựa vào sản phẩm. Hành động của Thiên Nam Ninh gia không chỉ gây sóng gió ở Thiền Thành, mà còn thu hút rất nhiều của sự chú ý ở bên ngoài Thiền Thành. Hạ gia, Hạ Vọng Giang cũng đang chú ý đến thông tin này, trên mặt của ông ta không thể che giấu vẻ khó có thể tin. Sau một ngày trôi qua, ông ta vẫn không hiểu tại sao Ninh gia lại ra tay giúp đỡ Tống gia. Hạ Vọng Giang trong lòng vẫn có chút hối hận, nếu ông ta biết điều này sớm hơn, ông ta nên nghe lời Tiểu Bắc và giúp đỡ Tống gia. Điện thoại di động vang lên, Hạ Cao Sách, người đang ngồi đối diện với Hạ Vọng Giang, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói của anh ta run rẩy, đến, hắn lại tới. Hạ Vọng Giang liếc nhìn số người gọi, Tiểu Bắc, Hạ Vọng Giang sắc mặt tái xanh, kể từ khi Ninh gia ra tay vào buổi sáng, cho đến nay, Hạ Bắc đã gọi điện thoại về nhà không dưới 20 lần. Mỗi khi điện thoại được kết nối, là lại nghe những lời đắc chí của anh ta. Thậm chí trong lúc đắc chí, hắn ta còn nói, lão Hạ, tầm nhìn của cha không tốt bằng con đã sớm nhìn ra sự bất phàm của Trần ca rồi. Không tiếp, Hạ Vọng Giang liền để điện thoại về chế độ yên lặng. Sau khi cân nhắc một chút, Hạ Vọng Giang ngẩng đầu lên nói, Cao Sách, chú ý vấn đề này một chút, nếu có cơ hội, chúng ta cũng sẽ làm gì đó. Sự gia nhập mạnh mẽ của Ninh gia giống như một trận lôi đình, trong vòng một đêm đã làm lung lay căn cơ của Hoàng gia. Gia tộc giàu có số một của Thiền Thành, trước mặt của Thiên Nam Ninh gia, chỉ như một đứa trẻ yếu đuối và bất lực. Dù mới chỉ đi qua một ngày, nhiều người trong giới kinh doanh ở Thiền Thành đã có thể ngửi thấy có gì đó bất thường. Động tác của Ninh gia quá nhanh, Hoàng gia không còn chỗ để chống lại. Diệp gia đơn phương tuyên bố tạm thời đình chỉ việc hợp tác với Hoàng gia. Ngay khi tin tức này được đưa ra đã trực tiếp gây náo động. Diệp gia không phải là thân gia tương lai của Hoàng gia sao? Vậy mà một ngày đã không nhịn được, không kịp chờ đợi đã nóng lòng thông báo tạm ngừng hợp tác. Việc đình chỉ hợp tác lúc này không khác gì rũ sạch quan hệ với Hoàng gia.
Diệp gia ở Dương Thành, Diệp Phi Tuyền so với người của Hoàng gia thì nhận thức rõ hơn về sức mạnh của đệ nhất gia tộc Thiên Nam. Cứ thế này, e rằng Hoàng gia sắp xong đời rồi. Mặt trời lặn xuống đón hoàng hôn lên. Hoàng gia, sắc trời càng lúc càng tối, nhưng trong đại sảnh Hoàng gia, không ai nghĩ tới việc bật đèn. Giờ phút này, Hoàng gia giống như con thuyền nhỏ đi trong biển rộng vào đêm tối, sóng to gió lớn đang ở trước mặt. Ninh gia, vì cái gì mà tốn bao nhiêu công sức chèn ép chúng ta? Mặt Hoàng Ngọc Trân tái mét, anh ta vẫn không thể tin được, con nghe nói tất cả những chuyện này đến từ một trong thập đại thiếu gia của Thiên Nam, thiếu gia của Ninh gia, Ninh Tử Châu thủ bút. Nếu không phải được sự chấp thuận của cao tầng Ninh gia, Ninh Tử Châu sẽ không thể huy động một lực lượng lớn như vậy. Hoàng Vũ cười khổ, từ lúc Ninh gia ra tay đến nay, mạng lưới quan hệ của Hoàng gia chúng ta ở Thiền Thành gần như đã bị phá hủy hơn phân nửa. Ninh Tử Châu, kẻ này thông minh tuyệt đỉnh, không hổ là thập đại thiếu gia của Thiên Nam, từng bước kế hoạch của hắn đều bóp chẹt chúng ta. Bây giờ dưới sự uy hiếp của Ninh gia, chúng ta không còn thời gian để giải quyết những việc còn lại. Một mặt, con dao của Tôn gia đang đâm khá mạnh. Vẻ mặt của Hoàng Dương tràn đầy oán hận. Dù sao, ngày thường, Tôn gia và Hoàng gia rất thân thiết, giữa hai bên có rất nhiều hợp tác. Nhưng hiện tại đã như vậy, càng là thuận lợi hơn cho Tôn gia động thủ. Tôn lão đầu đã từng nhắc nhở qua, không trách được. Hoàng Giang Hồng thở dài, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Hoàng Lân và Hoàng Vũ mặt mày ủ rũ, giọng nói thê lương vang lên. Hoàng gia của chúng ta rốt cuộc đã động vào vị thần Phật nào, vậy mà rước lấy tai họa chư thần thảo phạt đầy trời. Lời nói vừa nói ra, cả đại sảnh cùng vô thức chấn động vị thần Phật nào. Chỉ có một người, con rể của Tống gia, Sở Trần. Đằng sau chuyện này, nhất định là có nguyên nhân mà chúng ta không biết. Hoàng Dương nghiến răng nghiến lợi, tôi không tin chỉ một tên con rể đơn thuần có một tay đạo diễn sự biến động của Thiền Thành. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hoàng lão gia tử. Hoàng gia gặp đại biến, Hoàng lão gia tử là chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Hoàng Giang Hồng cân nhắc một lúc, sau đó nhìn Hoàng Dương, Ninh Tử Châu đang ở Thiền Thành, con có thể tìm cách liên lạc với cậu ấy, để cho cậu ta đưa ra điều kiện. Điều kiện, Hoàng Dương thắc mắc, thương trường như chiến trường, Ninh Tử Châu loại người này, anh ta giết địch 1.000, tổn thất 800. Chỉ là thứ mẹ Ninh gia có thể tiêu hao, nhưng chúng ta không thể. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng hiện lên vẻ không cam tâm. Ninh gia không ra bài theo lẽ thường, chỉ thiếu cái nói thẳng với Hoàng gia, chính là Hoàng gia muốn bắt nạt như thế nào. Lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ là lúc này Hoàng Dương cũng không nghĩ tới lúc Hoàng gia ban bố lệnh phong sát với Tống gia, cũng dùng tâm lý lấy lớn hiếp nhỏ, mèo đùa giỡn chuột. Nhưng người Hoàng gia sẽ không bao giờ có thể ngờ tới, Ninh Tử Châu, Ninh công tử lại bị làm nhục trước mặt, Sở Thúc và đang cố chút giận lên Hoàng gia. Ninh gia sẽ không một mực lâu dài ở đây. Họ cũng sẽ không bao giờ dùng cách này để vào Thiền Thành. Con người của Hoàng Dương không khỏi co rút lại, vô ý thức nắm chặt tay. Ý của lão gia tử là, làm hòa. Cha, đây mới chỉ là ngày đầu tiên, Hoàng Vũ thốt lên, vẻ mặt đau khổ. Bằng cách này, Hoàng gia sắp trở thành trò cười của giới kinh doanh Thiền Thành. Kéo dài mấy ngày, còn có thể thay đổi kết quả sao? Hoàng Giang Hồng lạnh lùng nói, không cần vì vài cái mặt mũi, làm cho Hoàng gia càng thêm tổn thất. Hoàng Dương hít sâu gật đầu. Hoàng Vũ, con phụ trách việc liên lạc với Thanh Dương Phái. Hoàng Giang Hồng nói, Thanh Dương Phái là một đại phái cổ võ chính thống, Ngọc Hằng là đệ tử của Thanh Dương Phái, giờ nó gặp phải thủ đoạn công kích của Kỳ Môn, Thanh Dương Phái tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Con hiểu rồi, Hoàng Vũ trả lời ngay lập tức. Hoàng Lân, phái người liên lạc với Ngọc Hải, hy vọng nó có thể mời được các vị trưởng bối sư môn, cũng là gia tăng một phần thực lực. Những người còn lại, chú ý quan sát nhất cử nhất động của những nhà khác. Hoàng Giang Hồng sắp xếp một loạt, một bên cầu hòa, một bên ứng phó. Ngày thứ hai, hàng loạt hành động của Hoàng gia nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người hữu tâm chú sao ý mọi người đều xôn xao. Triệu gia, Hoàng gia, mới chỉ một ngày đã nhận thua sao? Triệu Sơn không thể tin được. Xét cho cùng, đó cũng là gia đình giàu có số một ở Thiền Thành. Có người chứng kiến Hoàng Dương, con trai cả của Hoàng gia, sáng sớm đã đến gặp Ninh Tử Châu. Tin tức không thể, xem ra áp lực của Ninh gia đối với Hoàng gia, vượt xa sự dự liệu của chúng ta. Triệu Tín Nhiên trầm giọng nói, thần sắc có chút e ngại, khi Triệu gia luôn thấp thỏm muốn thay thế Hoàng gia, nhưng lại phải lùi một bước vì sự xuất hiện của Diệp gia, nhưng chúng ta không ngờ rằng Tống gia vậy mà mượn Ninh gia, dao động căn cơ của Hoàng gia. Hừ,
Tống gia nào có năng lượng như thế này, còn không phải là bởi vì tên khốn Sở Trần kia. Triệu Sơn nghiến răng nghiến lợi, mọi người có mặt đều tỏ ra bàng hoàng. Tống gia Sở Trần, cái tên này giờ đây vang dội khắp thành phố Thiền Thành. Trong trận chiến kinh doanh giữa Hoàng gia và Tống gia, mọi người đều chỉ tập trung vào một người. Tôi nghe nói tất cả chuyện này là do Sở Trần, con rể của Tống gia chỉ đạo. Nghe nói rằng Sở Trần là con riêng của Ninh gia. Sau chuyện này, Sở Trần sẽ trở về với họ của mình, về sau chúng ta có thể được nghe về Dương Thành Ninh Trần công tử. Trong ngày này, tất cả mọi nơi thuộc giới kinh doanh Thiền Thành đều đang bàn luận sôi nổi. Trên diễn đàn, gió bắc mùa hè, thậm chí còn trở thành nhân vật cấp thần tượng. Nhiều người đang chờ đợi lời tiên tri tiếp theo của gió bắc mùa hè. Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể đoán trước được việc Ninh gia chuyển đến Thiền Thành. Sáng sớm, gió bắc mùa hè lại xuất hiện, Kim Than Thành, trong vòng 10 ngày, họ sẽ được đổi thành Tống. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, nó lập tức gây chấn động trên diễn đàn. Có một sự náo động, vô số người sững sờ, nhao nhao để lại lời bình. Đại thần không hổ là đại thần, lại một lần nữa lời nói kinh người. Kim Than Thành vừa mới khai trương, hiện tại trọng tâm Hoàng gia đều đổ dồn vào Kim Than Thành, nếu Kim Than Thành đổi chủ, có nghĩa là Hoàng gia nhất định bị tổn thất nặng nề, có thể từ Thiền Thành nhất lưu chuyển thành nhị lưu, thậm chí là tam lưu, đại thần lần này có chút mơ tưởng hão huyền rồi. Thành phố Thiền Thành, biệt thự Tống gia, để có thể chủ tính đại cục tốt hơn, mấy ngày nay Hạ Ngôn Hoan đều sống ở biệt thự Tống gia, Hạ Bắc đương nhiên cũng đi theo. Sự xuất hiện chói lọi của gió bắc mùa hè trên diễn đàn khiến Hạ Bắc sống ngây ngất trong cương vị đại thần diễn đàn. Để cho Kim Than Thành đổi chủ là một mục tiêu nhỏ do Trần Ca đặt ra. Sự công kích điên cuồng của Ninh gia, Tôn gia, tập đoàn Mỹ giai cùng sự hợp lực của các nhà khác, bọn họ không tiếc công sức trong trận thương chiến này với Hoàng gia, mục tiêu đầu tiên chính là ép Hoàng gia nhượng lại Kim Than Thành. Hạ Bắc, nghe trộm, được rất nhiều bí mật, hắn nhịn không được liền tung lên diễn đàn. Đương nhiên, không ai tin rằng Hoàng gia sẽ nhượng lại Kim Than City. Nhượng lại Kim Than City, tương đương với việc rút cạn máu của Hoàng gia, khẩu khí này kể cả muốn hoàn thành không phải 8-10 năm thì tuyệt đối không thể. Không ít người bày tỏ sự chất vấn về vấn đề mà, đại thần, đã đưa ra. Hạ Bắc từ trên ghế sofa đứng lên, chế nhạo nói, đã đến lúc này, vẫn còn không ít người không tin Hoàng gia sẽ đổ xuống. Gia tộc giàu có số 1 ở Thiền Thành, địa vị của Hoàng gia trong giới kinh doanh Thiền Thành thâm căn đế cố, nói thật nếu như không phải có quái vật như Ninh gia ra tay, thì việc đối phó với Hoàng gia, thực sự quá khó khăn. Hạ Ngôn Hoan cảm thán, tôi thật sự không biết Sở trở về Ninh gia có quan hệ như thế nào. Ngay từ lần đầu gặp Trần Ca, tôi đã thấy anh ấy thực sự bất phàm rồi. Hạ Bắc Đắc Y nói, ban đầu ai cũng nghĩ con rể của Tống gia là một tên ngốc, duy chỉ có há là nhìn Sở trở với ánh mắt khác. Đây chắc chắn sẽ trở thành thứ mà Hạ Tam Thiếu gia có thể tự hào cả đời. Hạ Ngôn Hoan nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng vẫn chưa thông vấn đề này. Khách sạn, phòng tổng thống. Người thanh niên mặc cẩm y lộng lẫy, khuôn mặt tuấn tú, hai hàng lông mày sắc sảo, đang nhìn một nơi qua kính cửa sổ. Kim Than City, Ninh Tử Châu uống một hơi cạn hết ly rượu đỏ trong tay, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người, trên người liền không có hình ảnh sang trọng, tức giận nắm lấy ly rượu đỏ, để hắn chết đi. Đường đường là Ninh Thiếu Gia, một trong Thiên Nam Thập Đại Thiếu Gia, vậy mà phải đối với một người trẻ hơn mình gọi một tiếng Sở Thúc. Ninh Tử Châu không dám vô lễ với Sở Trần, nên chỉ có thể chút giận lên người của Hoàng gia. Thiếu gia, có người tới, một người đi tới. Không gặp, ai tới cũng không gặp. Ninh Tử Châu không chút do dự lắc đầu. Có một người ở Thiền Thành mà anh ta đã thề sẽ không bao giờ gặp hai từ, Sở Thúc, cho dù kiếp này anh ta không còn phong quang, cho dù xui xẻo đi trên đường dẫm phải cứt chó, anh ta cũng sẽ không thể hô lên lần nữa. Ninh Tử Châu thề, người đàn ông do dự một lúc, nhưng nhịn không được nói, là con trai trưởng của lão gia tử Hoàng gia. Không gặp, Ninh Tử Châu buột miệng, giọng điệu đột nhiên dừng lại, quay người lại, ồ, Hoàng Dương. Ninh Tử Châu lau một cái sắc bén trên khóe mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, Ninh Tử Châu quay đầu ngồi xuống, thần sắc khôi phục sự cơ trí, nhẹ giọng nói, cho ông ta vào. Mục tiêu của Ninh gia là Hoàng gia. Dưới làn sóng oanh kích này, điều hắn chờ đợi chính là phản ứng của Hoàng gia. Một lúc sau, Hoàng Dương bước vào, Ninh Thiếu Gia, cuối cùng ta cũng có thể gặp được cậu. Câu nói đầu tiên của Hoàng Dương khiến Ninh Tử Châu kinh ngạc, Hoàng Dương có ý gì, lần trước ông ta cũng đã tới rồi sao?
Ninh Tử Châu quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông khẽ gật đầu. Xem ra là bị mình, ngộ sát rồi. Ninh Tử Châu phản bác, vuốt ve ly rượu đỏ trong tay, ánh sáng chỏi lòa phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú. Hoàng đại gia, có chuyện gì sao? Hoàng Dương sửng sốt, có rất nhiều lời lẽ đang ấp ủ trong lòng, còn đang chờ đợi được xử lý khi Ninh Tử Châu lên tiếng. Không ngờ Ninh Tử Châu lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đường đường là một trong thập đại thiếu gia của Thiên Nam, nói chuyện không nên là những lời này. Nhưng Ninh Tử Châu trước mặt không có phong thái gì, thủy chung làm cho Hoàng Dương cũng không biết phải mở miệng thế nào. Đầu óc ông ta bỗng chốc trở nên trống rỗng, ông mấy lần định mở miệng, nhưng không biết nên nói như thế nào. Mặc cho lời căn dặn của lão gia tử phân phó, là hướng Ninh gia cầu hòa, nhưng Hoàng Dương vẫn còn muốn dùng ba tấc lưỡi của mình để cứu Hoàng gia thoát khỏi nguy hiểm. Chẳng lẽ Hoàng đại gia đi ngang qua để dùng nhờ điều hòa sao? Vẻ mặt Ninh Tử Châu có chút không vui. Máy điều hòa của phòng tổng thống không phải thứ mà ai cũng có thể dùng. Hoàng Dương sắc mặt đen lại, con người đột nhiên run lên, ánh mắt rơi vào trên người Ninh Tử Châu. Không hổ danh là thiếu gia Ninh gia, một trong thập đại thiếu gia ở Thiên Nam. Mình cũng có thể được coi là một kẻ lão làng trong giới kinh doanh, nhưng lại bị vài ba câu của hắn ta kích thích nội tâm, cảm giác bị rối loạn. Hoàng Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt Ninh Tử Châu lại càng khác thường. Ninh Tử Châu không biết rằng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng có rất nhiều suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Hoàng Dương, từ câu nói của anh ta làm Hoàng Dương phân tích qua lại. Thực sự anh ta nói những lời này hoàn toàn là vì anh ta đang có tâm trạng tồi tệ. Tiếp theo, Hoàng Dương, tự cho mình là lão hồ ly đụng phải tâm trạng không tốt của Ninh thiếu gia, người một lời ta một câu, nói các loại chuyện không đâu. Người đàn ông đứng bên cạnh sững sờ, dần dần vẻ mặt trở nên nghiêm túc và kinh ngạc. Đây có thể là tinh anh đỉnh cấp trong giới kinh doanh đang đánh cờ. Không có lưỡi dao, nhưng ẩn hiện một tia hàn quang sắc bén. Không có khói lửa, nhưng có thể sơ ý bất cứ lúc nào, liền lâm vào cảnh diệt vong. Thiếu gia trẻ tuổi từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí tài chính và kinh doanh Dương Thành, quả nhiên không phải thổi phồng ra. Người đàn ông nhìn Ninh Tử Châu với vẻ kính trọng. Cuối cùng, vẫn là Ninh Tử Châu mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Hoàng Dương. Hoàng đại gia, ông tìm tôi có việc gì? Hoàng Dương trong lòng thất kinh, không hổ danh là thiếu gia Ninh gia. Hắn đã cố gắng hết sức để gợi ra chủ đề, nhưng anh ta có thể nói lại nó một cách dễ dàng mà không đột ngột chút nào. Hoàng Dương cân nhắc lời nói của mình một hồi, trầm giọng nói, thủ bút của Ninh thiếu gia ở Thiền Thành có thể nói là gây chấn động toàn bộ giới kinh doanh ở đây. Không biết hành động tiếp theo của Ninh thiếu gia có phải là liên quan đến mảnh đất gần Kim Than City không? Nếu Ninh thiếu gia muốn tìm người hợp tác, Hoàng gia nhất định là sự lựa chọn tốt nhất. Hoàng Dương háo hức nhìn Ninh Tử Châu. Ông ta không thể nói được hai từ hòa giải. Nếu có thể đem Ninh gia lôi kéo, thì đối với Hoàng gia, đó sẽ là thiên đại công lao. Hoàng Dương cảm thấy hai mắt sáng lên. Mặc dù ông ta là con trai trưởng của Hoàng gia, nhưng cho tới nay, phần lớn sản nghiệp của Hoàng gia đều do nhị đệ của ông ta trưởng quản. Ngược lại, bản thân là trưởng tử Hoàng gia chỉ có tiếng tăm tầm thường trong giới kinh doanh, thậm chí không ai nhắc đến. Hoàng Dương cảm thấy rằng mình có một cơ hội lớn để nâng tên tuổi của mình. Hoàng Dương càng nghĩ đến đây càng cảm thấy hưng phấn, Ninh thiếu gia, cứ nghĩ xem, với tài lực và vật lực của Ninh gia, cũng như thực lực của Ninh thiếu gia, nếu như có Hoàng gia hỗ trợ, Ninh gia tại Thiền Thành tung bay, không gì có thể ngăn cản. Trong phòng tổng thống, Hoàng Dương phát thảo một bản kế hoạch tuyệt đẹp cho Ninh Tử Châu. Ông ta nhìn Ninh Tử Châu với vẻ đầy mong đợi. Ông tin chắc rằng Ninh Tử Châu chắc chắn cũng sẽ rung động. Trong lòng người trẻ tuổi luôn tồn tại một cỗ lòng dạ, nhất là thân ở Ninh gia, nhất định phải tồn tại sự cạnh tranh của những người con Ninh gia. Nếu Ninh Tử Châu có thể xây dựng một thế lực ở Thiền Thành, điều đó nhất định sẽ củng cố vị trí của anh ấy trong thế hệ trẻ của Ninh gia. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hoàng Dương hơi nhếch lên, chờ câu trả lời của Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu quả thực có chút ngạc nhiên, anh thực sự không thể ngờ rằng vị hoàng đại gia này lại có suy nghĩ hão huyền như vậy, vậy mà đề nghị hợp tác với anh ta. Ông ta, có bị bệnh không? Ninh Tử Châu nhấp một ngụm rượu đỏ, một lúc sau mới lãnh đạm nói, Ninh gia trong đợt đầu tư này, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Kim Than City. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Dương thay đổi. Kim Than City, đây là căn cơ của Hoàng gia. Nếu Kim Than City được nhượng lại, nó tương đương với việc giao ra nửa sinh mạng của Hoàng gia. Con người của Hoàng Dương đột nhiên co rút lại. Đây là điều kiện của Ninh gia.
Chẳng lẽ Ninh Tử Châu sớm đã đoán được ý định ban đầu của hắn rồi sao? Sắc mặt của Hoàng Dương dần dần tối sầm lại. Mục tiêu của Ninh gia hóa ra là Kim Than City. Hoàng gia không thể từ bỏ Kim Than City. Trong vài năm trở lại đây, Hoàng gia đã đem toàn bộ sản nghiệp trọng yếu của mình ở Kim Than City. Toàn bộ Kim Than City chính là trung tâm công nghiệp của Hoàng gia. Một khi Kim Than City của Hoàng gia bị mất, nó tương đương với việc một con hổ bị nhổ hết răng. Ninh thiếu gia, Kim Than City là sinh mệnh của Hoàng gia. Hoàng Dương trầm giọng nói. Ninh Tử Châu nhướng mày lạnh lùng, tôi liền lấy sinh mệnh của các người. Hoàng Dương trong lòng càng thêm trầm xuống. Vốn đang tính lợi dụng chuyến đi này để lôi kéo thiếu gia Ninh gia, không ngờ rằng khẩu vị của Ninh gia lại lớn đến vậy, muốn nuốt chửng cả Hoàng gia. Hoàng Dương bước ra khỏi khách sạn, nhìn lại lần nữa, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, Hoàng Dương hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Muốn Hoàng gia chuyển khỏi Kim Than City? Không thể nào, Hoàng gia đình giàu có số một ở Thiền Thành, đang phải đối mặt với một cơn bão trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này, nhân vật trình dẫn ra cơn bão này đang đứng ở bên Hồ Tống, nhìn theo thân ảnh đang đi trên Mai Hoa Thung. Tống Nhan đứng ở bên cạnh Sở Trần, nhìn Tống Thu trên Mai Hoa Thung, thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn Sở Trần. Anh thật sự không lo lắng về hành động của Ninh Tử Châu tại Thiền Thành sao? Vẻ mặt Sở Trần rất bình tĩnh, nếu ngay cả Hoàng gia cũng không giải quyết được, Ninh Tử Châu, uổng công được gọi là thập đại thiếu gia của Thiên Nam. Tống Nhan sửng sốt, trước mặt Sở Trần, gia tộc giàu có số một thành phố Thiền Thành cũng không có gì đáng nói. Nghe nói Hoàng gia đã cử người liên lạc với Ninh Tử Châu. Ánh mắt Tống Nhan có chút lo lắng. Sở Trần hiểu ý của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lạnh lùng nói, Hoàng gia, kia là tự rước lấy nhục nhã. Quan hệ giữa Sở Trần và Ninh gia, cho dù là Hoàng gia hứa cho Ninh gia nhiều chỗ tốt, Ninh Tử Châu cũng không thể thay đổi lập trường của mình. Tiểu Thu, làm lại động tác này đi. Sở Trần đột nhiên gọi Tống Thu đang trên Mai Hoa Thung. Hắn vẫn luôn chú ý đến chuyển động của Tống Thu. Ngay lập tức, Sở Trần nhìn Tống Nhan cười nói, Ninh Tử Châu, đứa cháu trai này, đến Thiền Thành. Vậy mà không tới chào hỏi sở thúc của mình, đứa nhỏ này thật quá lỗ mãng. Tống Nhan trợn trắng mắt nhìn hắn. Nếu là cô cũng không thể tới gặp vị thúc thúc thích bắt nạt Sở Trần này. Quá khi dễ người, Tống Thu lau mồ hỏi, nhảy khỏi Mai Hoa Thung, chị, anh rể, em đi tắm rửa rồi đi ra ngoài đây. Nhiệm vụ hai ngày nay của Tống Thu là bảo vệ Mạc Nhàn. Mỗi khi về nghỉ ngơi, Tống Thu đều tập kỳ lân bộ trên Mai Hoa Thung. Sau khi Tống Thu đem lời nói của Sở Trần đến Tinh Anh Quyền Quán liền phái rất nhiều người giải rác tới xung quanh bệnh viện để bảo vệ sự an toàn của Mạc Nhàn. Vất vả, Sở Trần nói, nhân tiện, Tiểu Thu, hãy nói với quán chủ Tinh Anh Quyền Quán rằng sáng thứ bảy tuần này, anh sẽ đến Tinh Anh Quyền Quán và cho học viên của Tinh Anh Quyền Quán một tiết học. Tống Thu ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu kìm nén sự kích động, vội vàng gật đầu, cảm ơn anh Apri. Tống Thu nắm chặt tay khi bước đi. Cậu ấy từ nhỏ đã luyện quyền ở Tinh Anh Quyền Quán, cậu có một tình cảm sâu sắc với Tinh Anh Quyền Quán. Cậu đương nhiên cũng hy vọng rằng Tinh Anh Quyền Quán có thể trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự hướng dẫn của anh rể mình. Một điểm nữa là anh rể đích thân đến chỉ điểm khiến Tống Thu cảm thấy tự hào, trong lòng như thắt lại. Tống Thu hận không thể thông báo tin tức cho Tinh Anh Quyền Quán ngay lập tức. Cậu ấy từ nhỏ đã luyện quyền ở Tinh Anh Quyền Quán, cậu có một tình cảm sâu sắc với Tinh Anh Quyền Quán. Cậu đương nhiên cũng hy vọng rằng Tinh Anh Quyền Quán có thể trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự hướng dẫn của anh rể mình. Một điểm nữa là anh rể đích thân đến chỉ điểm khiến Tống Thu cảm thấy tự hào, trong lòng như thắt lại. Tống Thu hận không thể thông báo tin tức cho Tinh Anh Quyền Quán ngay lập tức. Sau khi Tống Thu rời đi, Sở Trần cũng đi về phía biệt thự nhỏ của mình. Sở Trần, Tống Nhan không nhịn được kêu to, anh đi đâu vậy? Sở Trần ngáp một cái, anh sáng sớm đã dậy. Rảnh rỗi quá liền trở về ngủ. Tống Nhan, Tống gia tuyên chiến với Hoàng gia, chỉ trong một đêm đã gây sóng gió, toàn bộ giới kinh doanh Thiền Thành đều chú ý. Các nhà bị cuốn vào, đệ nhất gia tộc của Thiên Nam đã can thiệp mạnh mẽ. Vậy mà người lãnh đạo của tất cả những điều này lại nhàn rỗi đến mức anh ta đi ngủ tiếp. Tuy nhiên, Tống Nhan đã nghĩ kỹ lại, Sở Trần thật sự không có việc gì để làm, cùng với động thái của Ninh gia, áp lực đối với 9 gia tộc kia đã giảm đi rất nhiều. Liền thuận thế tấn công Hoàng gia. Công việc của Tống gia cũng được tiến hành một cách có trật tự với sự điều phối và giúp đỡ của Hạ Ngôn Hoan. Dược phẩm Bắc Trần còn rất nhiều việc phải làm, nhưng Sở Trần từ đầu đến giờ đều không có tiếp xúc.
Có thể nói, tất cả mọi người đều cho rằng vị con rể Tống gia hiện tại đang bận bịu đấu với hoàng gia một trận chiến lớn, nhưng không ai biết hắn là người nhàn rỗi nhất trong toàn bộ Tống gia. Ngay cả Tống Thu cũng có nhiệm vụ bảo vệ Mạc Nhàn. Tống Nhan hoàn hồn trở lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, xe của Lâm Tín Bình và Chu Kiếm xuất hiện cùng một lúc. Tuy nhiên lần này hai phương tiện đã bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Người trên xe dù có vất vả đến đâu cũng không thể bước vào khu biệt thự nửa bước. Điện thoại di động của Tống Nhan đột nhiên vang lên. Tống Nhan lấy ra, là cuộc gọi của chị hai, Tống Tình. Tống Nhan đương nhiên sẽ không quên cảnh hai chị em họ rời Tống gia không chút do dự khi Tống gia gặp nguy hiểm, điều này đã xảy ra hơn một lần. Trực tiếp cúp máy, Tống Nhan xoay người bước đi. Lần này, cô không lựa chọn tha thứ. Khi Tống gia nguy nan, họ lựa chọn né tránh. Như vậy, vinh quang của Tống gia, họ không xứng được nhận. Bên trong xe, vài cặp mắt nhìn chằm chằm Tống Nhan, bóng dáng của cô đã biến mất ở phía xa. Tống Tình nắm chặt điện thoại, ánh mắt oán hận. Mấy năm nay, chúng ta vì gia đình này trả giá bao nhiêu, không thể tưởng tượng được chỉ vì chút chuyện này mà không kịp chờ đợi phủi sạch quan hệ với chúng ta. Liên điện thoại cũng không tiếp, Chu Kiếm lạnh giọng nói, ta trước kia không biết, tam muội của cô, thật là hợm hĩnh, công phu trở mặt thật đáng ngưỡng mộ. Thật không biết Sở Trần có vận may cứt chó gì, vậy mà treo cao tới Ninh gia. Tống Tình không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi, Phó Ngự Phong liếc mắt nhìn quanh phòng, đến cửa phòng tắm. Dựa vào cửa khoanh tay trên vai, nhìn Ôn Lương đang rửa mặt cười nói. Ôn Lương không lên tiếng, cô lẳng lặng rửa mặt, cầm lấy khăn tắm bên người lau mặt, sau đó quay đầu nhìn Phó Ngự Phong. Tôi đã rửa sạch rồi. Phó Ngự Phong nhướng mày. Cái gì, cả đêm qua đi, Ôn Nhu liền biến mất. Ôn Lương cắn môi dưới, thật ra đối với ấn tượng tối hôm qua cô rất mơ hồ, nhưng lại mơ hồ có trí nhớ, tựa hồ là Phó Ngự Phong nói cái gì đí. Dường như có hai từ giống như tình yêu. Ôn Lương nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi muốn trở về đội dự án. Bên kia còn rất nhiều việc. Phó Ngự Phong sắc mặt đen lại, nhìn chằm chằm Ôn Lương, bất mãn nói, em quên mất ngày hôm qua tôi đã nói gì với em rồi sao? Ôn Lương ngẩng đầu lên, nhìn Phó Ngự Phong với đôi mắt trong veo, nhẹ nhàng nói, Phó Ngự Phong, anh giao dự án lớn như vậy vào tay tôi không thể để anh thất vọng. Phó Ngự Phong khẽ khịt mũi. Làm sao em có thể không để tôi thất vọng? Ôn Lương không chút suy nghĩ trả lời, đương nhiên, dự án Nam Thành được thực hiện như mong đợi. Chỉ bằng cách này, Ôn Thị và Hà Ngạn mới có được lợi ích nhiều nhất. Phó Ngự Phong khịt mũi khinh thường, chỉ là một dự án nhỏ, em nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Tôi sẽ quan tâm đến số tiền ít ỏi đó sao? Vẻ mặt Ôn Lương ngưng lại, anh nói không được tự nhiên, tuy là như vậy, nhưng tôi nghĩ... Phó Ngự Phong không cho cô cơ hội nói nữa, tiến lên một bước kéo cô vào lòng, Ôn Lương bị anh làm mất cảnh giác, cánh tay Phó Ngự Phong khóa chặt eo cô, điều này khiến cô hét lên vì ngạc nhiên. Phó Ngự Phong, anh làm gì vậy? Phó Ngự Phong vùi đầu vào cổ Ôn Lương, hít sâu một hơi rồi nói, Ôn Lương, đừng giả bộ bối rối với tôi. Em biết tôi đang nói gì? Nhiệt liệt đấu tranh, tôi không hiểu, buông tôi ra. Phó Ngự Phong buông eo cô ra, một tay nắm lấy cánh tay cô. Trầm giọng nói, chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi hả? Ôn Lương vùng vẫy, đầu cô sắp co lại, đi lên trên mặt đất. Phó Ngự Phong, buông tôi ra. Tôi thực sự không biết anh đang nói gì. Phó Ngự Phong dùng một tay bóp chặt eo cô, tay kia vươn ra, dùng ánh mắt nguy hiểm ngẩng đầu lên. Em không biết, anh nhếch lên khóe miệng xấu xa, Ôn Lương còn chưa kịp phản ứng đã giữ lấy đầu cô, hôn mãnh liệt. Ôn Lương không ngờ rằng Phó Ngự Phong sẽ tấn công đột ngột. Hai mắt mở to kinh ngạc, đứng ở nơi đó không biết nên phản ứng thế nào. Kỹ năng hôn của Phó Ngự Phong đã phát triển nhảy vọt sau vài lần luyện tập này trên cơ thể Ôn Lương. Sau khi ngậm một ngụm nhỏ Ôn Lương, hơi thở độc đoán lập tức quét qua mọi nơi trong miệng cô. Một lúc sau, Ôn Lương bị hôn thở hổn hển, chân yếu. Phó Ngự Phong vòng tay qua eo Ôn Lương, ôm chặt cô, cố ý kéo cô ra. Ôn Lương hai chân yếu ớt, chưa kịp đi hai bước đã vấp phải tấm thảm dày trên mặt đất. Lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Phó Ngự Phong ôm chặt Ôn Lương, cười tủm tỉm khi nhìn thấy điều này, môi anh hơi rời khỏi môi cô, cười nói, ngốc. Hai má Ôn Lương đỏ bừng, đầu choáng váng, nghe không được. Phó Ngự Phong đang nói gì vậy? Cô nắm chặt lấy vòng tay anh bằng cả hai tay và chậm rãi bước ra ngoài. Phó Ngự Phong tức giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, không quan tâm đến cái gì nữa, bế ngang Ôn Lương lên, nhanh chóng trở về phòng ngủ.
không khí trong phòng dần trở nên ấm áp hơn, lúc này mới 1 giờ chiều, Dịch Phàm mới đến Ngọc Cả sảnh đường. Đáp ứng yêu cầu của Phó Ngự Phong, lần này cậu cũng mang theo 4 vệ sĩ, và họ trốn trong bóng tối. Thời gian dần dần chuyển sang 1 giờ rưỡi chiều, Dịch Phàm nhắm mắt an tĩnh ngồi trên ghế, có tiếng gõ cửa nhẹ, không hề ngẩng đầu lên, trực tiếp nói, đến rồi à? Còn chưa, số 3 đã xuống lầu xem rồi. Không biết Vương Khoa Cử có tới đây không? Dịch Phàm nhếch miệng cười nói, cử thêm vài người ra ngoài nhìn chằm chằm. Vừa nhìn thấy mục tiêu, bọn họ sẽ hành động ngay. Dù có bị trói cũng phải trói chặt hắn trước. Vệ sĩ nhanh chóng đáp lại, vâng. Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần rời xa, Dịch Phàm dần dần mở mắt, đôi mắt sáng rõ. Một ngày Ninh gia vẫn còn ở đây, chúng ta không thể làm gì. Triệu Tín Nhiên nói, bất quá, khi Hoàng gia sụp đổ, có lợi lớn nhất, chưa chắc đã là Tống gia. Ngay khi lời nói rơi xuống, Triệu Sơn sững sờ, ngồi thẳng dậy và nói, cha, nếu Hoàng gia sụp đổ, sự nổi lên của Tống gia tuyệt đối không thể ngăn cản. Tống gia đương nhiên sẽ quật khởi, thậm chí sẽ trở lại thời kỳ hưng thịnh nhất. Chỉ có điều, con suy nghĩ một chút, trận thương chiến này Tống gia dựa vào cái N. Triệu Tín Nhiên khóe miệng lạnh lùng, cái họ dựa vào là Ninh gia, là Tôn gia, là tập đoàn Mỹ gia cộng thêm các nhà khác, đây đều là sức mạnh của ngoại lực. Mặc dù hiện tại các nhà liên thủ đối phó Hoàng gia, thế nhưng, về sau một khi Hoàng gia đổ xuống, bọn họ tự nhiên cũng sẽ thu tay lại. Dù sao, thương chiến dạng này, đối với các nhà mà nói, đều là tự mình hao tổn, bọn họ không thể một mực tiếp tục chiến như vậy. Đợi đến Hoàng gia đổ xuống, các nhà rút về, chiến lợi phẩm, tự nhiên sẽ đâu Tống gia tới thu thập. Triệu Tín Nhiên nói, nhưng với nội tình của Tống gia hiện tại, không thể nuốt trôi sản nghiệp lớn như vậy. Thử nghĩ xem. Nếu không có Hoàng gia, gia tộc giàu có số 1 ở Thiền Thành, sẽ là Tống gia, hay vẫn là Triệu gia? Triệu Sơn hai mắt sáng ngời, ý cha nói, chúng ta hiện tại án binh bất động chính là vì đợi đến khi bọn họ thương chiến kết thúc, chúng ta sẽ trực tiếp thu được lợi ích. Triệu Tín Nhiên nói, chờ cho đến lúc đó, Triệu gia sẽ bộc lộ thực lực chân chính, để cho tất cả các gia tộc ở Thiền Thành đều có cái nhìn rõ ràng, tâm phục khẩu phục. Triệu Sơn vẻ mặt hưng phấn, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đột nhiên, điện thoại reo. Triệu Sơn nghe điện thoại, càng cao hứng đứng lên. Chuyện vui hôm nay, lần lượt nối tiếp nhau. Triệu Sơn cao hứng, cha, sư phụ của con đã đáp ứng sẽ tới đây. Vừa dứt lời, vẻ mặt của Triệu Tín Nhiên cũng toát lên kinh hỉ. Cao sư phụ một đời chính là Bắc Quyền Tông Sư, một tay thiết quyền danh chấn tứ phương. Nếu như có ông ta đích thân tới Thiền Thành, nhất định có thể làm chấn động toàn thành phố. Triệu Tín Nhiên nói, sáng nay, có tin tức nói rằng thứ 7 tuần này, Sở Trần sẽ tới giảng bài ở Tinh Anh Quyền Quán. Triệu Sơn ánh mắt sáng ngời, vừa vặn, thứ 6 này sư phụ sẽ đến. Triệu Sơn đã sớm rõ ràng, chỉ bằng một tiên tiểu tử Tống gia, căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Nguyên nhân là sau lưng tiểu tử Tống gia này còn có Sở Trần. Thứ 7, Triệu Sơn ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tất cả sỉ nhục mà hắn phải chịu ở triển lãm, hắn sẽ khiến Sở Trần phải chịu gấp trăm lần. Cha! Con sẽ tuyên truyền rộng rãi một chút về sự việc tuần tới tại Tinh Anh Quyền Quán. Triệu Sơn nói, tốt nhất, có thể để chuyến đi của Sở Trần đến Tinh Anh Quyền Quán lần này thu hút sự chú ý của toàn thành phố. Nghe vậy, khuôn mặt Triệu Tín Nhiên hiện lên một nụ cười, đúng vậy, cha tin rằng, con có thể giải quyết tốt chuyện này. Ở Thiền Thành, võ thuật rất thịnh hành, quyền quán đông đảo. Các nhà quyền quán đều nhận được tin tức gần như cùng một lúc. Sở Trần, Nam Quyền Chi Sư, sẽ đến Tinh Anh Quyền Quán để giảng bài vào thứ 7 này. Nam Quyền Chi Sư, ta nhớ rồi, nghe nói rằng, Nam Quyền Tống Thu chính là do có sự chỉ điểm của Sở Trần, trên lôi đài mới có thể đánh bại Bắc Quyền Triệu Sơn. Sở Trần có bản lĩnh hóa mục nát thành thần kỳ, nếu như có thể nhận được sự chỉ điểm của anh ấy, công phu quyền cước của tôi chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Thứ 7, Tinh Anh Quyền Quán, tôi phải sớm một chút đi qua xem, mong rằng có thể học hỏi được chút gì. Tôi cũng muốn đến đó xem một chút, con rể Tống gia có năng lực lớn như vậy không? Trong lúc nhất thời, tất cả đều các nhà đều thảo luận về vấn đề này. Danh hiệu Nam Quyền Chi Sư của Sở Trần càng được đẩy cao, không ít người đều tán thành danh xưng này. Khách sạn Hoàng Đình, bên trong văn phòng, khói nghi ngút, Diệp Thiếu Hoàng chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại tăm tối như vậy. Chủ yếu nhất là, uất ức, bắt đầu từ đêm sinh nhật lần thứ 23 của Tống Nhan. Chỉ cần là việc liên quan tới Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng đều bị hố. Lần này, trong trận chiến giữa Tống gia và Hoàng gia,
Diệp Thiếu Hoàng vốn là vắt chân hút xì gà ngồi xem trò hay, nhưng trong nháy mắt, các nhà liên thủ, Ninh gia nhúng tay vào liên hợp cùng Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng đã bị choáng váng. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến Diệp Thiếu Hoàng, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Hoàng mang tâm trạng như người của Hoàng gia, thứ hắn muốn thấy là sự sụp đổ của Tống gia và sự thất bại của Sở Trần. Sao, khó quá, Vinh Đông nằm nửa người co quắp trên ghế sofa, bất lực, Diệp ca, nếu Sở Trần cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Thiền Thành không có chỗ cho chúng ta dung thân. Ngay cả Hoàng gia cũng không đối phó được với Sở Trần, chúng ta còn có thể làm gì nữa đây? Tiền Bộ Thiệu thở dài. Diệp Thiếu Dương sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm điện thoại. Đó là tin tức liên quan tới việc Sở Trần sẽ giảng bài tại Tinh Anh Quyền Quán vào thứ Bảy. Hiện tại, toàn bộ Thiền Thành đều đang chú ý đến sự kiện giảng bài của Sở Trần. Nếu chúng ta có thể làm cho cái bài giảng này của Sở Trần trở nên thú vị, vậy thì, người thực sự không có chỗ đứng ở Thiền Thành, sẽ là Sở Trần. Hai mắt Diệp Thiếu Hoàng nhẹ nhàng nheo lại, Vinh Đông lập tức ngồi thẳng dậy, thú vị, làm như thế nào, nghĩa là sao? Diệp Thiếu Hoàng đặt tàn thuốc trong tay lên gạt tàn, dùng sức dập thật mạnh, sau đó đứng dậy nhìn Vinh Đông và Tiền Bộ Thiệu, Sở Trần quá không biết xấu hổ, hắn mà cũng dám tự xưng là Nam Quyền Chi Sư, hắn xứng tự xưng làm Tông Sư sao? Không bằng chúng ta bỏ ra một số tiền và nhờ một vị Tông Sư ra tay, dạy cho Sở Trần một bài học. Diệp ca đã có nhân tuyển thích hợp chưa? Vinh Đông phấn chấn mấy ngày nay ta cũng đang một mực nghiên cứu vấn đề này. Diệp Thiếu Hoàng nói, một người bạn ở Bằng Thành nói với ta rằng có một tổ chức gọi là Liên Minh Quyền Sư, chỉ cần trả một cái giá đủ lớn, thậm chí có thể thuê một vị tông sư ra tay. Diệp Thiếu Hoàng ánh mắt sắc bén, ta vốn nghĩ sẽ tìm cơ hội để cho Sở Trần cảm nhận được thực lực chân chính của một tông sư, nhưng không nghĩ tới, Sở Trần lại thực sự tạo ra cơ hội này cho ta. Mời một vị Nam Quyền Tông Sư, trước mắt tất cả mọi người đánh bại Sở Trần, như vậy, hắn cái A Xanh Dương, Nam Quyền Chi Sư, này, quả thực liền thối như cứt chó. Vinh Đông cười, mà lại, nói không chừng, trận chiến giữa hai nhà Tống và Hoàng cũng vì thất bại của Sở Trần mà xuất hiện biến số. Dù sao Ninh gia hay Tôn gia, đều là vì Sở Trần cho nên bọn họ mới đoàn kết lại để đối phó với Hoàng gia, nếu Sở Trần trước con mắt của tất cả mọi người, bị người ta dẫm dưới chân. Quang hoàn vỡ vụn, như vậy, ta nghĩ, Ninh gia cùng các nhóm thế lực, cũng sẽ dao động. Muốn thuê một vị tông sư, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Diệp Thiếu Hoàng nói, trừ ba người chúng ta còn phải thêm một người nữa. Ai, Tiền Bộ Thiệu thốt lên, đương nhiên chính là trường tử đích tôn của Hoàng gia, Hoàng Ngọc Trân. Diệp Thiếu Hoàng nói, Vinh Đông nói rất đúng, chuyến đi giảng bài này của Sở Trần tại Tinh Anh Quyền Quán đã thu hút sự chú ý của cả thành phố. Hoàng gia nhất định cũng mong muốn được nhìn thấy Sở Trần bị dẫm đạp dưới chân, ta nghĩ Hoàng Ngọc Trân sẽ tình nguyện hợp tác với chúng ta. Diệp Thiếu Hoàng liền nhanh chóng gọi điện thoại tới Hoàng Ngọc Trân, trò chuyện vài câu, điện thoại liền cúp máy. Vinh Đông và Tiền Bộ Thiệu nhìn Diệp Thiếu Hoàng với ánh mắt đầy mong đợi. Hoàng Thiếu gia vô cùng hứng thú với chuyện này, hắn nói sau một tiếng, liền đến Hoàng Đình. Diệp Thiếu Hoàng cười nhẹ, xem ra Hoàng gia bây giờ khó khăn hơn chúng ta tưởng tượng. Tinh Anh Quyền Quán, thực sự xin lỗi, Tinh Anh Quyền Quán không mở cửa vào thứ Bảy này. Xin lỗi, Tinh Anh Quyền Quán chưa nhận được tin Sở Trần sẽ giảng bài ở Tinh Anh Quyền Quán. Nhầm máy rồi, đây không phải là Tinh Anh Quyền Quán. Hồng Nhật Cương, quán chủ của Tinh Anh Quyền Quán. Sau khi cúp một cuộc điện thoại khác, Hồng Nhật Cương chỉ đơn giản là tắt máy, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Ở bên cạnh, Tống Thu, hắn vừa mới trở lại Tinh Anh Quyền Quán. Lúc này vẻ mặt của Tống Thu cũng nghiêm nghị, không ngờ tin tức anh rể đến Tinh Anh Quyền Quán lại lan truyền nhanh đến vậy, thậm chí cả thành phố đều đã biết đến. Hiện tại quyền quán của toàn thành phố đều hướng mắt tới đây, mà lại có thêm dư luận thêm vào, nói rằng Nam Quyền Chi Sư thứ Bảy tuần này sẽ đến Tinh Anh Quyền Quán để giảng bài. Hồng Nhật Cương nói, Tiểu Thu, từ lúc con nói cho ta chuyện này mới vẻn vẹn qua 2 tiếng đồng hồ, các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán nhận đọc thông báo là điều bình thường. Nhưng bây giờ rõ ràng là ai đó đang cố tình tung tin, đồng thời bọn họ cũng cố tuyên truyền, còn đem Sở Trần nâng đến, Nam Quyền Chi Sư ta hơi lo lắng một chút, đây là cố ý nâng dê. Hồng Nhật Cương đương nhiên nghe nói về trận chiến giữa hai nhà Tống Hoàng. Sở Trần đến Tinh Anh Quyền Quán để giảng bài chỉ điểm, đó chỉ là một hành động cực kỳ bình thường. Tinh Anh Quyền Quán cũng không công khai tin tức này, Sở Trần đương nhiên không lộ ra ngoài. Khả năng duy nhất chính là có ai đó đang cố tình dẫn dắt.
tự nhiên cũng tự hỏi liệu có bóng dáng của Hoàng gia giật dây đằng sau tất cả những chuyện này hay không. Nâng giết, Tống Thu cũng nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó, đồng tử không khỏi co rụt lại, có người muốn đối phó anh rể trong lúc anh rể giảng bài. Tống Thu nghĩ, nếu trước con mắt của tất cả mọi người, Sở Trần bị khiêu chiến, một khi bị đánh bại, Tống Thu không khỏi rùng mình. Hậu quả khó mà lường được, Tống Thu vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi điện cho Sở Trần. Anh rể, Tống Thu nóng lòng muốn kể tất cả mọi chuyện, cầm điện thoại, lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Tất cả là lỗi của mình, quá nóng lòng muốn báo tin này cho anh em trong Tinh Anh quyền quán. Đầu bên kia điện thoại, Sở Trần trầm tư một hồi, sau đó trả lời với Tống Thu, quyền quán giảng bài, đúng lịch trình mà tiến hành. Đầu óc Tống Thu bị chấn động, nhìn quán chủ một lúc lâu, mới nói, anh rể nói, sẽ tiến hành như đã hẹn. Hồng Nhật Cương cũng giật mình, lập tức bật cười, xem ra Sở Trần rất có lòng tin, kể cả có biến số cậu ấy cũng xử lý được. Chẳng qua, quán chủ, tin tức đã lan truyền rồi, còn e rằng sân bãi của Tinh Anh quyền quán sẽ không thể chen chân nhiều người như vậy. Bên cạnh, một đệ tử quyền quán lên tiếng, hừ, Tinh Anh quyền quán vốn chưa bao giờ mở cửa cho công chúng, sáng sớm thứ bảy chúng ta liền đóng cửa lại, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Tống Thu nói, thật khó tức giận, Hồng Nhật Cương nói, về tình về lý, người khác không thể làm gì chúng ta, nhưng nếu càng nhiều người tụ tập, rất dễ mất lý trí, thậm chí cửa lớn của Tinh Anh quyền quán cũng dễ bị đạp đổ. Hồng Nhật Cương lắc đầu, khi đó, hiện trường sẽ vô cùng hỗn loạn và mất kiểm soát, đừng quên, nếu như có người thật sự đang muốn kích động gây phiền phức, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tống Thu cau mày, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chuyến đi giảng bài của anh rể, vậy mà lại xuất hiện khó khăn trắc trở lớn như thế. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Tống Thu không nhịn được hỏi, trong lòng không kìm được sự khẩn trương. Lấp không được thì khai thông. Hồng Nhật Cương nói, vì mọi thứ đã là không thể tránh khỏi, Sở Trần cũng đã quyết định tiến hành đúng theo lịch trình, cho nên chúng ta cũng có thể lấy danh nghĩa Tinh Anh quyền quán gửi thư mời, cho các đại quyền quán một ít danh ngạch, đến lúc đó, bọn hắn muốn phái cái gì đại biểu đến đây, chúng ta không quản được, chỉ có người tay cầm thư mời, mới có thể tiến vào. Nam tử bên cạnh lúc này trầm giọng nói, chuyện này hãy giao cho con phụ trách, chỉ là... Nam tử trần chờ một chút, Triệu gia quyền quán. Tống Thu khuôn mặt cũng hơi biến sắc, nhìn thoáng qua chân Hồng Nhật Cương. Triệu Sơn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đánh gãy chân Hồng Nhật Cương, hiện tại Hồng Nhật Cương vẫn còn ngồi tại trên xe lăn, không có cách nào đi lại. Mọi người trong Tinh Anh quyền quán đều coi Triệu gia là kẻ thù. Hồng Chiếu hai tay ôm hai bên xe lăn một lát, sau đó mới chậm rãi thả ra, không cần đãi ngộ đặc biệt, đều mời họ như người khác. Quán chủ, nếu lần này Triệu Sơn dám tới gây chuyện, tôi sẽ phế một chân hắn. Tống Thu nghiến răng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, nói một cách chắc nịch. Hồng Nhật Cương nhìn Tống Thu và lắc đầu, Tiểu Thu, không thể nhiều chuyện. Trong trận lôi đài chiến tại hội triển lãm, Tống Thu đã hót một tiếng làm kinh người, sau đó, Tống Thu cùng Hồng Nhật Cương đều rõ ràng, đây là do Tống Thu đã đánh Triệu Sơn một cái đánh quá bất ngờ. Đối kháng chính diện, Tống Thu căn bản không phải là đối thủ của Triệu Sơn. Thứ năm, ngày mà, Nam Quyền Chi Sư, Sở Trần sẽ giảng dạy tại Tinh Anh quyền quán đang ngày càng đến gần. Tất cả các quyền quán lớn trong thành phố đều đang bàn luận sôi nổi. Nghe nói Sở Trần chỉ điểm giúp Tống Thu vài ngày, liền giúp Tống Thu đánh bại Triệu Sơn, quả thực đúng là hóa mục nát thành thần kỳ. Hừ, dù sao hắn cũng chỉ là một tên ở rể của Tống gia, cũng không nên thần thánh hóa hắn quá, lúc Tống Thu đánh bại Triệu Sơn thì tôi cũng ở đó. Tống Thu lúc đó ra tay bất ngờ với Triệu Sơn, nếu đánh trực diện thì Tống Thu còn kém xa mới là đối thủ của Triệu Sơn. Sở Trần có bản lĩnh như thế hay không, chẳng phải thứ bảy tuần này sẽ biết sao. Tin tức truyền ra, phòng tổng thống của một khách sạn nào đó. Không đi, đánh chết ta cũng không đi. Ninh Tử Châu lắc đầu nguầy nguậy, thần sắc kiên quyết. Người đàn ông bên cạnh có chút kinh ngạc, thiếu gia, ở Dương Thành, những dịp như thế này cậu sẽ không bao giờ vắng mặt. Tôi cũng đã điều một chút lực lượng để điều tra, Sở Trần giảng bài tại Tinh Anh quyền quán, phía sau còn có một số nhà thôi động lực lượng, trong số đó, có Thiền Thành Triệu gia, vốn luôn là một gia tộc sống khiêm tốn ở Thiền Thành, dường như bọn họ đang chuẩn bị gì đó để gây khó dễ cho Sở Trần. Sở Trần tuổi còn trẻ nhưng được danh xưng Nam Quyền Chi Sư, chính là bởi vì một người được hắn chỉ điểm đã đánh bại Triệu gia Triệu Sơn, người đã từng càn quét các quyền quán lớn ở Thiền Thành. Hai ngày qua, Liên minh quyền sư dường như đang để mắt đến nơi này,
tôi nghi ngờ rằng Triệu gia đã âm thầm xuất tiền mời bọn họ. Ngừng, Ninh Tử Châu ngăn người đàn ông lại, từng lời nói của người đàn ông này khiến trái tim anh ta ngứa ngáy. Ninh Tử Châu từ nhỏ đã vô cùng yêu thích công phu quyền cước, loại giao đấu giữa các quyền quán này, vô cùng hấp dẫn, sẽ kích thích Ninh Tử Châu vô cùng. Tuy nhiên, lần này không giống. Nhân vật chính của sự kiện này là Sở Thúc. Đánh chết cũng không đi. Ninh Tử Châu cố gắng kìm nén sự háo hức trong lòng xuống. Một lúc sau, khôi phục lại tinh thần, Ninh Tử Châu nhẹ nhàng chuyển chủ đề và nói, Hoàng gia bên kia có động tĩnh gì không? Hoàng gia đang cố gắng liên lạc, không biết liệu đại phái cổ võ chính thống này có xuất hiện vào thứ bảy không? Người đàn ỏng trả lời, Ninh Tử Châu, bản thiếu muốn biết là cái này sao? Trong lòng anh ta lại nổi trận ngứa ngáy. Tôi đang hỏi về Kim Than City. Ninh Tử Châu trừng mắt nhìn người đàn ông. Khục, người đàn ỏng dừng một chút, sau đó ánh mắt sáng lên. Sau khi Hoàng Dương trở về, không có tin tức gì của Hoàng gia, nhưng chúng ta với việc công kích Kim Than City, chưa lúc nào ngừng lại cả, đều tổn thất nặng nề, tôi ngược lại muốn xem Hoàng gia có thể cầm cự được bao lâu. Khóe miệng Ninh Tử Châu khẽ nhếch lên, tốt lắm. Người đàn ông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trầm giọng nói, tôi nghi ngờ rằng Hoàng gia cũng đang chờ mong cái sự kiện lớn vào thứ bảy, nghĩ muốn ở đó tìm kiếm chuyển cơ. Ninh Tử Châu, vào tối thứ năm, từng thư mời này đến thư mời khác đã được gửi đến từ Tinh Anh quyền quán. Hầu hết tất cả các quyền quán lớn nhỏ ở Thiền Thành đều đã được mời, nhưng số lượng rất khác nhau. Triệu gia, tên họ Hồng này thậm chí còn nghĩ tới phát thư mời chúng ta đến xem lễ. Triệu Sơn có chút kinh ngạc, biết rõ sẽ không thể ngăn cản chuyện này. Hồng Nhật Cương chỉ có thể lựa chọn cách này, bằng không, Tinh Anh quyền quán của hắn không gánh nổi hậu quả. Triệu Tín Nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về nam tử mặc áo bào xám đang ngồi trên với sự kính trọng, thứ bảy này, làm phiền Cao sư phụ. Sư phụ của Triệu Sơn, Bắc Quyền Tông Sư, Cao Cao Trấn. Công phu quyền cước của Cao Cao Trấn được truyền thừa từ một đại phái cổ võ phương Bắc, Triệu Sơn chính là đệ tử mà Cao Cao Trấn thương yêu nhất, ông ta nhận được cuộc gọi từ Triệu Sơn. Biết được Triệu Sơn tại Thiền Thành bị người ta khi dễ, Cao Cao Trấn, kẻ luôn bao che khuyết điểm, không nói hai lời, liền dẫn vài tên đệ tử của mình đích thân đi tới Thiền Thành. Vẻ mặt của Cao Cao Trấn rất bình tĩnh, ông ta nhấp nhẹ một ngụm long tình, sau đó trầm giọng nói, ở phương Nam, có thể nói Thiền Thành là một trong những thành phố thịnh hành võ thuật nhất, nhưng những năm gần đây không có cao thủ nào xuất hiện. Chỉ có mấy tên cấp bậc tông sư, đã sớm về hưu, từ lâu chưa từng xuất hiện. Sở Trần thiếu gia trong miệng các ngươi, chẳng qua chỉ là một gia hỏa thích làm loạn mà thôi. Nghe xong lời nói của sư phụ, Triệu Sơn trong lòng bình tĩnh lại, đồng thời cũng có chút tự trách, đều là do đệ tử học nghệ không tinh, bằng không, cũng không cần kinh động tới sư phụ đại giá tới đây. Không sao, Cao Cao Trấn nhẹ giọng nói, nhân tiện, ta có dẫn mấy sư đệ của con đi ra ngoài xem việc đời, để bọn chúng mơ mang kiến thức một chút, cũng là chuyện tốt. Triệu Sơn vội vàng gật đầu. Con sẽ chăm sóc tốt mấy sư đệ. Khách sạn Hoàng Đình, văn phòng, thêm một người nữa xuất hiện trong nhóm ba người. Chẳng qua lần này, cả bốn người họ đều nở nụ cười rạng rỡ trên mặt. Đôi mắt của Hoàng Ngọc Trân không giấu được sự phấn chấn và kích động. Hoàng gia gặp đại kiếp, ông nội, cha chú của hắn đều bất lực, bó tay toàn tập. Trong những ngày qua, âm thanh mà Hoàng Ngọc Trân nghe thấy ở nhà nhiều nhất là tiếng thở dài. Vài ngày trước vẫn còn hăng hái gia tộc giàu có số một ở Thiền Thành, bây giờ bị ép tới không thở nổi. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Diệp Thiếu Hoàng, đồng thời phân tích một phen, Hoàng Ngọc Trân đã vui mừng khôn xiết. Nếu thực sự có thể mời các tông sư của Liên Minh Quyền Sư tới đối phó với Sở Trần, thì vào thứ bảy, Hoàng gia có thể sẽ đánh một trận lật ngược thế cờ đẹp mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.